Xin chào tất cả anh chị em và xin cảm ơn Hằng Ly tuyệt vời đã có những cái lời giới thiệu và cũng có chuyển tải đến anh em những cái năng lượng rất lớn cho cái buổi Zoom hôm nay. Thì thưa với anh chị em là tôi cũng chỉ cách đây một tiếng vẫn còn đang ngồi họp với giám đốc công ty và chị Galina. Thì chúng ta ở thị trường chúng ta bắt đầu đã có được chị Galina là cán bộ của công ty. Và chị sang đây để tăng cường vào cái thời điểm này và chị cũng rất vui vẻ là chị tham gia với lại thị trường Việt Nam cùng gánh vác với anh Leonid để chúng ta đưa Việt Nam lên sẽ trở thành một cái quốc gia sẽ là đứng đầu trong Cyber Awareness và chúng ta cũng đang có cái nguyện vọng phấn đấu để chúng ta trở thành đứng đầu trên cái thị trường Việt Nam. Thì thưa với anh chị em tối hôm nay á thì cái chủ đề chính thì sau ít phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Và trước khi đi vào cái trao đổi chủ đề chính thì tôi xin thông báo tóm tắt mấy cái ý trong cái cuộc họp chiều hôm nay. Thì thưa với anh chị em là cuộc họp giám đốc với lại các top thủ lĩnh chiều hôm nay á thì nói chung là cũng kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ và nhìn chung là giám đốc là người cũng rất lắng nghe. Và chúng ta biết là hiện nay chúng ta là Cyber Analyst cũng đang hoạt động trong cái thời điểm rất là khó khăn cũng như là một cái thời điểm mà rất là đáng gọi là quan tâm đấy. Thế thì những cái điều tôi đã truyền tải qua hai cái Zoom lần trước đấy về vấn đề trong cái giai đoạn đặc biệt này thì chúng ta hành động như thế nào. Thế thì lại thêm cái cuộc họp chiều hôm nay thì nó có mấy cái thông tin như này này. Từ nay mà cho đến tháng 7 thì có thể nói rằng là toàn các cái sự kiện mà nó giúp cho chúng ta tuyển dụng thôi. Mà tập đoàn thì cũng rất là mong muốn và khuyến khích cái tuyển dụng mới. Thế thì trong tháng 4 thì bắt đầu là cái hành trình thịnh vượng. Và bắt đầu từ mùng 2 tháng 4 là cả những cái anh em là bắt đầu tập trung đi tuyên quang. Và bắt đầu từ đó cho đến tận ngày 18 tháng 4. Ngày 18 tháng 4 đây thì bắt đầu là có một cái bữa tiệc gala dinner khoảng 350 suất đã được mời. Và hôm đó chúng ta sẽ buổi tối dự tiệc nhưng mà buổi trưa ấy thì khoảng độ cỡ 10 giờ gì đó chúng ta sẽ có mặt ở Mũi Cà Mau. Tôi đã có mặt ở đấy một số lần rồi. Đấy là một cái thời điểm rất thiêng liêng và nếu mà ai mà được tôi tặng một tập thơ thì trong đó nó có bài cái bài mà Mũi Cà Mau đấy thì cái bài ấy cũng rất là phải nói là cảm xúc. Thì khi đến đấy anh em sẽ trở thành nhà thơ ấy tại vì cái cảm xúc nó dâng trào lên, mình yêu đất nước lắm đấy. Thế thì cái thứ nhất là tháng 4 chúng ta có một cái đoàn mà đây là cái đoàn này thì hàng trăm xe là chạy từ từ ít nhất là cũng có 60 chiếc chạy liên tục. Thế còn lại từng điểm một là chúng ta tập trung vào. Cho nên là anh em cố gắng đi cái hành trình này. Nếu ai không đi được suốt hành trình thì những sự kiện mà nó có mặt trong cái vòng độ khoảng độ 300-400 km ấy là chúng ta có thể là vẫn cứ đi chủ động được. Đấy và dịp này thì chúng ta đưa người đến thì có hội thảo ở Tuyên Quang. Thế còn lại các nơi là quay và có flycam quay rất là đẹp. Đấy là thứ nhất là tháng 4. Đấy thì tháng 5 ấy thì chúng ta có đại hội kinh doanh. Đấy, một cái sự kiện cực kỳ lớn và đấy sẽ vinh danh. Thế thì tháng 5 thì hôm nay tôi cũng quên chưa hỏi xem là nó vào đầu tháng hay cuối tháng hay giữa tháng, nhưng mà chắc chắn trong tháng 5 có một cái đại hội kinh doanh mà chúng ta mong chờ. Hồi tháng 2 thì chúng ta cũng cũng mong chờ rồi nhưng mà không được đấy. Thì cái do Covid ấy cũng đã một lần đăng ký rồi nhưng mà không được, thì những người mà đăng ký trước ấy mà chưa tổ chức được thì đợt này là chúng ta vẫn bảo lưu. Thế thì tất nhiên là có thể có những người mà lên lên hạng ấy thì không biết là bảo lưu theo cái vé mua cũ hay là có thể phải nộp thêm. Bởi vì chúng ta biết là từng hạng thì sẽ nộp càng cao lên cao thì chúng ta đóng góp vào sự kiện càng lớn hơn mà. Đấy là tháng 5. Tháng 6 sẽ có một chuyến đi du lịch, có thể là đi Sing, có thể là đi Thái, có thể là đi Mã Lai dành cho nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và tháng 7 thì sẽ có là đi Áo và Thụy Sĩ dành cho thủ lĩnh cao cấp trở lên. Đấy. Rất là tuyệt vời, chúng ta thấy không, như vậy là sự kiện liên tục để chúng ta phát triển hệ thống đấy, cái đấy là cũng rất là tuyệt vời đấy. Thì cái thứ nhất là cái thông tin về cái các sự kiện tới đây. Anh em nhớ tháng 4 có sự kiện, tháng 5 có, tháng 4 là cái đoàn tour đi dọc đất nước đấy, cái tháng 5 là có sự kiện đại hội kinh doanh sẽ vinh danh rồi, anh em cố lên làm sao mà tháng 4 rồi chốt danh hiệu là được vinh danh đấy, lên sân khấu là còn cái chật hết tất cả đấy. Thế rồi tháng 6 thì là dành cho nhà tư vấn chuyên nghiệp đi du lịch. Tháng 7 thì thủ lĩnh các thủ lĩnh cao cấp trở lên
là sẽ đi cái chuyến áo Thụy Sĩ. Rất tuyệt vời. Đấy. Cái thứ nhất là cái thông tin về sự kiện. Cái thông tin thứ hai á là năm mọi năm ấy thì tháng 3 này sẽ chốt để sau đó chúng ta chuẩn bị một cái chương trình du lịch. Nhưng mà năm nay á, nó lại chật ra. Như vậy là tháng 5 ai mà chốt K6, nhớ nhá, ai tháng 5 mà chốt K6, bây giờ chúng ta thông tin cho hệ thống biết, thì bắt đầu chạy chương trình du lịch từ tháng 6, mà điều kiện từ tháng 6 giờ đi, thì điều kiện từ K6 giờ lên, mà K6 ấy là chốt trong tháng 5, không phải chốt mà ta sao cứ lên được K6 trong tháng 5 ấy, mà đúng với cơ cấu là từ 5.000 điểm trở lên và doanh số nhóm là 2.000. Đấy, thì chúng ta sẽ được tham gia chạy đua chương trình du lịch. Thì còn chương trình du lịch đấy chạy đua là mấy tháng, điều kiện tăng trưởng bao nhiêu thì sẽ có thông báo sau. Đấy, bây giờ cứ cốt lần đấy ra. Đấy, thế rồi một cái thông tin thứ ba là cái thông tin rất quan trọng là thời gian qua trong 3 tháng gần đây thì cũng có những cái doanh số tăng đột biến. Nghĩa là có những người mua tới hơn 10.000 điểm vào doanh số cá nhân. Thế và để lấy quỹ xe hơi thì tập đoàn có thấy rằng là cái việc mà mua một mã số đấy quá nhiều điểm, và tập đoàn đã gọi điện để phỏng vấn những cái người đó, và hiện nay cái danh sách những người đó là có, và ông giám đốc ông nói là sẽ thông báo cho các cái thủ lĩnh biết danh sách những cái người mà mua nhiều như vậy. Thế thì tập đoàn thì người ta có lợi thôi, nhưng mà vấn đề này, vấn đề là tập đoàn muốn là minh bạch cũng như là muốn là xây dựng một cái hệ thống nó lâu dài Việt Nam chứ không phải chỉ có bán. Thế và người ta điều tra ra thì người ta thấy là những cái người mà mua tới 10.000 điểm thì chả tuyển ai cả. Như vậy thì hỏi và tại sao thế thì bảo tôi có các nhà thuốc tôi bán. Thế thì thực tế là chúng ta biết là chúng ta là network marketing, tức là kinh doanh hệ thống, kinh doanh theo mạng. Và chúng ta, hàng của chúng ta đâu có chuyển ra hiệu thuốc bán đâu. Thế còn những anh em mà về kết hợp bán với hiệu thuốc thì không phải là ấy, nhưng mà nhìn chung ấy là theo phương thức của tập đoàn chúng ta ấy, là không có mua về bán ở hiệu thuốc. Đấy. Sản phẩm chúng ta là bán trực tiếp mà. Thế cho nên là để định hướng trong cái việc mà xây dựng hệ thống thì tập đoàn quy định là bắt đầu từ mùng 1 tháng 4, những ai mà mua quá 2.000 điểm doanh số cá nhân cộng với lại khách hàng thường xuyên. Đấy, hôm nay cũng trao đổi rất nhiều nhưng mà ông mới đi một cái quyết định thôi. Còn cái quyết định mà 20% doanh số thì sẽ chưa ra quyết định. Nhưng mà quyết định là hôm nay là quyết định là cái này là từ bên Nga đấy. Nhưng mà Việt Nam mình là nó cứ áp dụng dần dần thôi, chứ còn bên Nga thì trên toàn cầu là như thế. Thì doanh số cá nhân mà 2.000 điểm, từ 2001 trở lên ấy, thì những cái người đấy á, là sẽ không được tính xe hơi đâu. Đấy, vừa rồi chúng ta biết là có người mà tăng một tháng tới được 400 triệu tiền xe hơi. Đấy, tức là chúng ta tăng hơn 100.000 điểm. Thì nếu những người đấy mà cứ tăng do hệ thống thì sao? Nhưng mà tăng do doanh số cá nhân mà như thế thì là mất điểm tăng đấy. Đấy, chúng ta nhớ là chương trình xe hơi nhé, chứ không phải. Thế còn điểm tăng trưởng chung vẫn được, nhưng mà chương trình xe hơi mà ai mà mua vào doanh số cá nhân cộng với khách hàng thường xuyên mà là 2.000 điểm thì sẽ không được thưởng xe hơi đâu. Đấy, cái này là một trong những cái giải pháp của tập đoàn để nhằm tránh bán phá giá ra thị trường. Thế còn hiện nay trong ý kiến của các thủ lĩnh cũng như là ý kiến của phía chuyên gia cả bên Nga nữa, họ chưa thống nhất. Thì tôi vẫn cứ kiên trì đề nghị là chúng ta phải có một cái giải pháp làm sao để chấm cái nhập lậu hàng từ thị trường Nga. Mà chúng ta biết là hàng từ thị trường Nga thì không phải là chỉ có tư vấn viên đâu. Nó có cả những cái đối tượng mà nó buôn lậu nữa. Thế thì cái đó thì tập đoàn đang ghi nhận và cũng sẽ có những cái giải pháp dần dần anh chị em ạ. Chúng ta hãy tin rằng là giám đốc ông Leo cộng với Galina sang đây, họ sẽ có những cái nhìn nhận để lâu dài để giữ thị trường, vì hiện nay cái chỉ đạo của chủ tịch tức là phải giữ được thị trường, phát triển được thị trường Việt Nam làm bàn đạp để mà sang châu Á, bởi vì hiện nay sang châu Âu là cái khối chúng, hôm nọ tôi nói trong cái buổi nọ đấy, thì sang châu Âu thì nó thấp lắm, doanh số nó thấp. Đấy, thế thì đây là những cái thông tin mà được thông báo cho anh em đấy, để anh em thấy rằng là các top thủ lĩnh cũng như là tập đoàn có quan tâm đến cái việc mà xây dựng. Đấy, thì tôi cũng tranh thủ tôi cũng nói bằng tiếng Nga, cái lúc mà chưa vào họp với ông Leo ấy, tôi vẫn nói là cũng ghi nhận cái sự
sự lãnh đạo của ông đấy, về vấn đề hàng hóa cũng như mọi thứ trong cái khó khăn này mà chúng ta vẫn giữ được rất tốt, và thị trường Việt Nam còn rất nhiều triển vọng đấy. Thế còn hôm nay thì tất cả mọi thứ là cũng rất là công khai và trao đổi cũng rất là tốt đấy. Thế thì anh em hãy cố gắng, là tập đoàn cũng đang cùng với mình để củng cố cái thị trường Việt Nam mà rất đòi hỏi chúng ta ở đây ấy, là đại đa số là tốt. Mà tôi thấy rằng những người mà vào Zoom của tôi thì tôi không theo dõi cụ thể, nhưng tôi tin là những anh em mà tham gia vào Zoom của tôi bây giờ là 1.800 người đều là những người mà làm ăn thực sự là có thể nói là rất văn hóa đấy. Thế còn nó cũng có những cái người thế này thế khác là chuyện bình thường trong một cái doanh nghiệp nào cũng thế. Tôi cũng có trả lời cho bạn Ruby Huyền Trang ấy, là bây giờ cháu phải nói với các top thủ lĩnh, còn tất cả cứ đổ vào đầu ông già này, kéo ông già càng ngày càng mòn mỏi mất thôi. Thế phải thương cái ông già 70 tuổi này. Nhưng mà đến hôm nay tôi vẫn nói, tôi bảo là thực sự là năm nay tôi nói với giám đốc là tôi thiền, tôi sẽ không nói gì nữa. Tất cả những điều gì nói tôi đã nói năm ngoái rồi, nhưng mà vẫn vì tư vấn viên tôi vẫn phải phát biểu, mà tôi biết rằng phát biểu sẽ có người rất khó chịu. Thế nhưng mà vì tôi không làm cho tôi, vì tôi làm cho tất cả thị trường, thì tôi vẫn cất cái tiếng nói từ đáy lòng là cái việc mà bán phá giá hàng ấy, nó không phải chỉ liên quan đến tư vấn viên, mà cũng không phải chỉ liên quan ở CyberUnit Việt Nam đấy, mà nó ở bên Nga kia, nó là thị trường Nga và quản lý những người đấy là ở bên Nga. Thì ông phản ánh về thì ông ấy cũng ghi nhận đấy. Thì thưa với anh chị em là chúng ta có những cái điều kinh doanh chúng ta phải cùng nhau đấu tranh, là chính bản thân chúng ta chứ không phải chúng ta bức xúc. Những cái thông điệp số 1 đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào một cái buổi tọa đàm mà trao đổi với một cái chuyên đề rất là hay. Đấy là năng lượng của tình yêu, năng lượng của tình yêu thương. Thì chúng ta biết năng lượng là gì? Là năng lượng, đúng không? Tôi thấy mà nếu mà ai chia sẻ mà cứ tràn đầy năng lượng đấy, thì dù đó người mới vào cũng tuyển dụng vào bằng. Đấy. Mà ai mà chia sẻ cứ tràn đầy năng lượng, vì lúc đầu người ta cũng không biết mình tốt hay không đâu, người ta chỉ cần thấy mình năng lượng. Thế còn làm lâu á thì cái năng lượng ấy người ta mới nhận ra được, nó mới tỏa sáng được từ tâm hồn của mình. Còn lúc đầu mà cứ chia sẻ năng lượng là người ta thấy, người ta theo. Thế cho nên bản thân tôi không bao giờ mất năng lượng. Bao giờ tôi chia sẻ cũng rất đầy năng lượng. Thế nhưng mà xin thưa với anh chị em là tôi không quảng bá về mình, cho nên là cái hiệu quả và kinh doanh của tôi nó không cao bằng các thủ lĩnh trẻ đâu. Bởi vì đến tuổi tôi rồi cũng mọi thứ nó đầy đủ hết rồi. Đấy, danh vọng đã có, làm đến trước nọ, trước kia rồi, về hưu rồi, thì bây giờ mình quảng bá làm gì? Đấy, mình chỉ có chia sẻ trong hệ thống thôi. Nhưng mà tôi khuyên anh chị em hãy biết xây dựng cái hình ảnh của mình. Và trong cái hình ảnh của mình thì chúng ta phải, khi mà trao đổi, chúng ta phải truyền tải cái năng lượng. Bởi vì năng lượng là gì? Năng lượng là ngân lượng. Đấy, còn anh nào cứ nói mà thiếu tự tin, lý nha lý nhí, vừa nói lại vừa sợ sệt người ta, là trong đầu luôn luôn đã nghĩ là người ta sẽ phản đối mình đây, hay là trong đầu luôn luôn cứ nghĩ là đây là mình, khéo lại nhờ vả người ta, nhờ vả cái gì đâu. Tôi đi trao cho anh một cơ hội rất tuyệt vời, và hiện nay biết bao nhiêu người như thế. Và đến khi người ta lên đến Mercedes rồi, nhận Mercedes rồi, người ta quay lại, người ta mới thấm, người ta mới có lời cảm ơn. Và chúng ta cũng đừng có bao giờ trách, cho đến khi nào một nhà tư vấn mà trưởng thành khi nhận một con Mercedes rồi thì mới hiểu sâu sắc và bắt đầu mới có lời cảm ơn đến cái người đỡ đầu. Còn trước đấy thì người ta chửi, người ta trách là mình cứ vui đi thôi. Bởi vì cái quá trình trải nghiệm giống hệt như con cái của mình, thế thôi. Nó lấy vợ lấy chồng, nó đẻ con rồi thì nó mới biết thương mẹ. Thế còn trước đấy thì mẹ là hoàn toàn đáng trách. Đấy. Còn cái người nào mà thương mẹ từ lúc mà mình chưa có con thì đấy là cái người ngộ rất sớm. Cái người đấy là phúc có sớm lắm. Chứ còn phần lớn là đẻ con biết nó đau thế nào rồi, bây giờ thực sự thương mẹ. Và đến lúc mình thành bà rồi thì mình đã thương mẹ lắm. Nhưng lúc bây giờ mẹ có khi có người thì chết rồi. Mình mà thành bà có người mẹ mình chết rồi. Có người mà còn lại thì những ngày đấy quý lắm. Thế thì cái tình thương ấy, nó là một cái nguồn năng lượng lớn lắm. Và cái nguồn năng lượng của tình thương này lúc đầu nếu mà có thể là anh có lẽ là không hiểu hết được. Thì hôm nay tôi trao đổi có một vài cái thông tin gọi là mang tính gợi ý, thì tôi nghĩ là những nhà chuyên môn, những người tâm lý học ở trong hệ thống của chúng ta, rồi các bác sĩ, rồi là những anh em mà nó có trải nghiệm ấy, thì chúng ta nên chia sẻ để cho mọi người, và nhất là những người trẻ thấm thấy được cái này. Chứ nó không phải là một cái gì đó lý thuyết. Thế thì đặc biệt là cái cơ thể chúng ta nó khác với tất cả các cái loài vật khác ở cái chỗ là chúng ta có nhận thức và chúng ta có tình yêu. Đấy, cái cây á là nó có thể không biết được, nhưng người ta không đo được cái năng lượng tình yêu của cái cây đâu. Đấy, thế còn con vật ấy, nó có thể là con đực và con cái, nó có thể là
gặp nhau và với cái bản năng sinh tồn thì nó cũng có thể sinh ra được thế hệ sau, nhưng chắc chắn nó không thể có được những cái cảm xúc và những cái gì đó rất lớn được như con người, vì con người là một cái hệ thần kinh có thể nói là hoàn chỉnh nhất. Thì còn tất nhiên chúng ta không nói là con vật nó không có tình cảm, ví dụ con chó chẳng hạn, nó rất là trung thành, nhưng nó trung thành mang tính bản năng. Đấy, hay là những, có thể nói là đôi chim bồ câu chẳng hạn, cứ quấn quýt với nhau đúng không? Và người ta nói rằng là con chim yến ấy, mà nếu mà một con mà chúng ta làm lấy tổ của nó rồi ấy, mà một con nó bị chết thì con kia nó sẽ bay đập đầu vào đá và nó hy sinh theo. Thì đấy cũng là những cái bản năng. Nhưng mà con người chúng ta thì các nhà chuyên môn hay là các nhà hôm nay sẽ, các nhà tâm lý học rồi các nhà nghiên cứu về con người hôm nay sẽ mong các anh chị em sẽ chia sẻ về một cái chủ đề là và tình yêu trong người chúng ta nó là một cái năng lượng như thế nào mà lại lớn thế. Đấy, có thể nói rằng ghét cũng là một cái năng lượng cực lớn, nhưng mà năng lượng phá hoại. Mà đôi khi nếu chúng ta biết chuyển hóa cái ghét ấy thành một cái năng lượng tích cực thì nó cũng là cái năng lượng. Tôi nói ví dụ như một ông nào chửi chúng ta, bảo nhớ nhá, mày không bao giờ thành công đâu nhá. Đấy, mày là cái đồ nọ đồ kia, mày đừng có tưởng mày thành công, thì là cái năng lượng đấy chúng ta chuyển hóa lại. Đấy, chúng ta chuyển hóa nó từ cái năng lượng tức giận, thay vì chúng ta đánh người ta, chúng ta chửi người ta giận, thì chuyển hóa là rồi tôi sẽ cố gắng để ông xem tôi có thành công không. Thì cái đấy là cái quá trình chuyển hóa, cũng là một loại năng lượng rất lớn. Chúng ta biết là cái năng lượng mà của cái nỗi giận đấy nó tàn phá ghê gớm lắm. Đấy, thì nó là loại hormone khác. Đấy, chúng ta nói là Đức Phật nói là nếu mà một nhất niệm sân tâm khởi, vạn nghiệp chướng môn khai, tức là chỉ một cái ý niệm giận mà nó tức giận mà nó khơi ra trong đầu thôi, thì nó sẽ chỉ ra chúng ta một vạn cái cửa nghiệp chướng mà nó mở. Sợ thế chứ. Thế thì năng lượng của nỗi giận không đùa được. Nhưng mà phải biết quản trị nó. Thế còn cái năng lượng tình yêu thì nó lớn lắm. Đấy, năng lượng tình yêu lớn lắm. Vì thế cho nên trong Kinh Thánh là Đức Giê-xu mới hy sinh toàn bộ. Đấy, mình chịu một cái sự đau khổ một cách nghĩa là kinh khủng lắm, bị đánh rồi tự vác cây thánh giá của mình lên ngọn đồi, và sau đó thì bị đánh nghĩa là dưới nắng, nghĩa là cho đến khi chết, và đánh đóng đinh câu rút vào tay và chân của mình, treo lên cây thánh giá suốt một ngày trời, và sau đó đến buổi tối bấy giờ bắt đầu mới chết. Đấy, thì kinh khủng lắm. Thế thì chúng ta thấy là Đức Giê-xu mà chết là vì gì? Vì tình yêu, để giữ gìn cái tình yêu của nhân loại. Đấy là một câu chuyện về trong truyền thuyết, trong Kinh Thánh rất là hay, cũng là về tình yêu. Thế thì chúng ta thấy là trong người chúng ta ấy, nó có bốn cái hormone. Mà bốn cái hormone đấy gọi là hormone tình yêu hay gọi là hormone hạnh phúc. Thì có thể nói là ví dụ cái đứng đầu nó là cái hormone endorphin. Mà một lần tôi đã chia sẻ ở trong cái... nó gọi là cái cốc của chị Anna, của Olga Butakova đấy, chị nói là cái cocktail ấy, tức là cái sự cái phần cái hàm lượng của những cái hormone ở trong con người mình, nó giống như kiểu cocktail là một gồm 3-4 cái thành phần ở trong cái cốc. Thế thì cái hormone nào mạnh hơn thì nó chi phối thế nào? Thì trong đó có cái endorphin. Chúng ta biết endorphin là một cái loại hormone mà nó làm giảm đau, nó làm giảm cái căng thẳng, nhưng nó lại là một cái hormone khoái cảm. Và cái hormone này nó có thể nói rằng là nó tạo ra một cái cảm xúc, một cái trí nhớ mãnh liệt lắm. Có thể nói là endorphin nó sinh ra ví dụ sau một cái sinh hoạt tình dục chẳng hạn, thì người ta có thể tạo ra một cái sự, người ta nhớ mấy ngày sau, thậm chí là nhiều năm sau, có thể người ta vẫn nhớ cái khoái cảm đấy, là do cái hormone endorphin. Và cái hormone endorphin này nó có cái khả năng là nó làm giảm cái căng thẳng cụ thể. Đấy. Thế và cái hormone thứ hai nó là cái hormone, cái vừa rồi là endorphin nhá. Cái hormone thứ hai nó là cái dopamine. Tôi cũng đã từng nói trong một cái bài nào đấy rồi đấy. Thì cái dopamine nó là một cái hormone chinh phục mục tiêu. Và khi chúng ta chinh phục được mục tiêu, ví dụ leo lên quả núi, mệt kinh khủng lắm, rồi lên đến đỉnh núi là chúng ta cắm cái cờ ở cái đấy, chúng ta tự nhiên là chúng ta cảm thấy nó rất là hưng phấn và sướng. Đấy, hay là chúng ta ví dụ như đàn ông chinh phục được một người phụ nữ đẹp, bắt đầu cũng cảm thấy hormone ấy nó tiết ra. Hay là chúng ta chinh phục được một cái danh hiệu là thủ lĩnh quốc gia, lúc đấy các bạn thì có khi các bạn lâng lâng, hay là thủ lĩnh quốc tế, hoặc là thủ lĩnh vàng, hoặc là ví dụ như là đang K5 lên K6, đang K6 thì lên K7, hay một phát từ K5 lên K7 chẳng hạn. Thì cái hormone mà chinh phục này gọi là cái dopamine, nó cũng phát triển.
và cái năng lượng nó lớn lắm, lúc đấy là lại chiến đấu khi nào. Hay là ví dụ như thì chúng ta vừa rồi bay khinh khí cầu, vừa mới đi ấy về, đi gọi là Thổ Nhĩ Kỳ về, bay lên khinh khí cầu cùng với ông xã của mình về sướng lắm. Có khi mất ngủ mấy đêm là coi tháng này ta phải lên thủ lĩnh quốc gia ngay. Đấy, cái hormone chinh phục đấy, nó cũng rất hay. Đấy, và nó khi mà chúng ta chinh phục được, chúng ta sảng khoái cái nó ra một cái năng tạo ra một cái năng lượng rất lớn ở trong con người mình. Đấy. Thế và cái hormone thứ ba là cái hormone âu yếm. Nó là cái oxytocin. Oxytocin là ví dụ như khi người mẹ cho con bú mà vuốt ve thằng bé đấy, thì lúc đấy là trong người mẹ nó tiết ra cái hormone mà oxytocin, và thằng bé nó được mẹ mà âu yếm, nó cũng tiết ra cái đó, nó cảm thấy rất là cười, nó rất mãn nguyện. Đấy. Và cái hormone oxytocin này ấy, là nó cũng làm cho ví dụ như là tăng cái tiêu hóa. Thế rồi là hay là ví dụ như là khi mà trai gái yêu nhau, âu yếm nhau, xúc chạm vào da, nó cũng tạo ra cái hormone oxytocin. Cái hormone đấy ấy, là nó từ cái sự xúc chạm nó cũng tạo ra những cái khoái cảm và cái nguồn năng lượng nó cũng rất lớn. Đấy. Thế còn cái hormone nữa mà nó ảnh hưởng ngay trực tiếp đến não, mà cái hormone này á, nó có yếu tố lãnh đạo, đấy là gọi là leadership ấy. Đấy, chemical. Thế nào là cái hormone serotonin. Cái serotonin này nó ảnh hưởng đến cái sự công nhận, cái sự thừa nhận và ngợi khen. Ví dụ như khi mà chúng ta được thủ lĩnh khen một cái, thế là chúng ta cái hormone nó tăng lên, chúng ta cảm thấy năng lượng. Thế mà thủ lĩnh chê cái thì cái hormone nó giảm. Thế là chúng ta buồn rầu, chúng ta muốn bỏ. Cho nên trong làm leadership ấy, làm lãnh đạo, chúng ta phải làm sao mà chúng ta liên tục khen. Thế để cho cái đội ngũ của mình nó tràn đầy cái năng lượng là bởi vì nó sinh ra trong người những người được khen vào cái hormone serotonin. Đấy, thì nó như vậy chúng ta thấy ấy, cái serotonin này nó có khả năng là điều gọi là nó cũng rất là nó là cái năng lượng nội tâm cũng rất là cần thiết. Đấy. Thế còn cái oxytocin, tôi nhắc lại là cái oxytocin nó rất cần thiết cho cái việc sinh con. Hay là ví dụ nuôi con của những bà mẹ mới đẻ con ấy. Đấy, thế còn cái serotonin ấy thì nó điều chỉnh cái tâm trạng, nó điều chỉnh cái giấc ngủ, nó điều chỉnh cái khả năng thèm ăn, nó tăng cường cái tiêu hóa và nó tăng cường trí nhớ. Cho nên cái serotonin này khi chúng ta ngợi khen người ta ấy, nó được lợi nhiều thứ lắm, bởi vì nó tăng những cái hormone đó mà chúng ta chả cần phải uống cái gì cả. Thì từ xuất phát từ cái khoa học đó, cho nên là tất cả bốn cái loại hormone này nó trộn nhau tùy theo cái mức độ và tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái thì nó có những cái quá trình chuyển hóa, nó tạo ra cái năng lượng rất lớn từ tình yêu. Đấy, bốn cái loại hormone tình yêu, hay là gọi bốn cái hormone hạnh phúc này nó tạo ra. Đấy, chúng ta sẽ thấy như vậy. Thế thì tình yêu là gì? Tình yêu, đôi khi chúng ta hỏi thế thức ăn là gì, không ai trả lời thế thức ăn là cái gì. Thế tình yêu là gì? Thế cuối cùng người thì là bắt đầu tình yêu chỉ ra là hai đứa nó hôn nhau, đấy là tình yêu, rồi vân vân. Thế thì có thể nói rằng đây là một cái phạm trù rất là khó diễn đạt, và đây không phải buổi hôm nay chúng ta phân tích là tình yêu là gì, mà chúng ta nói rằng là cái năng lượng của tình yêu. Hôm nay chúng ta tập trung vào nói cái đó, nó tác dụng như thế nào để chúng ta trở thành ngân lượng và để chúng ta trở thành những người hạnh phúc, những người thành đạt. Đấy, chúng ta đi về cái đó nó thực dụng hơn. Thế còn chúng ta không phải triết gia thì chúng ta cũng không phải là để chúng ta đi phân tích những cái vấn đề lý thuyết kia. Chúng ta là thực chiến mà. Thế thì chúng ta thấy là thức ăn là nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng thân. Thế thì tình yêu là nuôi dưỡng cái gì? Tình yêu chính là thức ăn của tâm hồn. Nếu bạn không có tình yêu thì bạn tâm hồn của bạn chết. Và nếu tình yêu ở trong bạn không đích thực thì tâm hồn của bạn đang chết dần chết mòn. Không phải đã có gia đình nhá, mà là tình yêu nhá. Không phải hai vợ chồng hàng ngày với nhau là tình yêu. Tình yêu nó không dối được, nó là cái mà bây giờ chúng ta càng khi lớn lên thì chúng ta bị cuộc đời nó tàn phá rồi, các thứ dần dần toàn bộ những các thứ nó đưa vào cái trái tim chúng ta, nó chai lì. Chứ trẻ con ngay lúc đầu nó yêu là nó bảo yêu, không yêu đố mà bảo nó yêu được. Đấy, trẻ con ấy, cho nên là trong Cybernetics này vẫn cứ dạy là hãy tập cái tính của trẻ con dần. Đấy, mà Steve Jobs có nói rằng là hãy sống dại khờ đấy, foolish. Thế rồi là hãy biết ước mơ đấy. Đấy. Đấy thì chúng ta ở đây đấy, khi chúng ta trở về cái tâm hồn trẻ của trẻ thơ thì cái tình yêu nó là đích thực. Và khi cái tình yêu đích thực đó, người ta nhìn vào mắt chúng ta, người ta thấy và người ta có thể cảm nhận qua cái luồng điện đó được.
Thế còn mình cứ nói xoen xoét là anh yêu em, rồi tôi yêu bạn, rồi tôi quý bạn, nhưng thực chất là không. Thực chất là không. Thì lúc đấy cái khả năng tuyển dụng của chúng ta trong 5 phút cảm nhận đầu tiên bằng bằng cái giác quan thứ 6, một cái linh cảm của con người, chúng ta khó bán hàng lắm. Cho nên chúng ta càng đạo đức giả bao nhiêu thì cái việc mà chúng ta hấp dẫn cái đối tượng của chúng ta càng khó. Nên chúng ta cần phải thật. Đấy. Thế thì thực ra tình yêu đó là nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, chứ chúng ta phải bồi dưỡng cái tình yêu. Mà tình yêu ở đây có là tình yêu với con người là đầu tiên, rồi sau đó với công ty, rồi với sản phẩm. Đấy. Thì với sản phẩm ấy, cái tình yêu đối với sản phẩm nó dựa trên sự hiểu biết, cũng với một cái sự trải nghiệm chúng ta, nó mang tính chất giống người ta quen ăn cái loại thức ăn gì, và chúng ta nhận thấy cái giá trị sâu sắc của cái sản phẩm này, nó đem lại cái cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta mọi người, thì chúng ta tăng cái tình yêu. Vì vậy trên người ta mới nói là làm CBD thì càng vào sâu càng lâu càng sướng, là cái chỗ là người ta cảm nhận được những cái giá trị thực đấy. Thưa với anh chị em là đấy là cái tình yêu nó là một cái chất liệu để nuôi dưỡng tâm hồn, nó giống như thức ăn ấy. Nếu không có thức ăn thì chúng ta suy dinh dưỡng. Đấy, mà nếu không có vi chất dinh dưỡng mà chúng ta chỉ có thức ăn thịt cá các thứ thì chúng ta sẽ bị mất cân bằng chuyển hóa, chúng ta bệnh tật. Đấy, thì một cái cơ thể mà bị mất cân bằng cái đó thì nó bệnh tật. Nhưng một cái tâm hồn mà thiếu tình yêu thì nó cũng thế. Thế vì vậy trên là cái năng lượng tình yêu nó lớn lắm. Thế thì cái tình yêu ấy nó vô điều kiện. Thế còn nếu tình yêu có điều kiện thì không phải là tình yêu thật. Đấy, nó lại thế kìa. Cũng giống như ta cho ấy. Ta đi cho người ta xong người ta quảng bá, xong người bắt người ta là đây tôi tặng anh 10 triệu vì anh đói. Thế xong rồi treo cái biển vào là tôi. Đấy, hôm nay tôi công đức cho anh này, hôm nay anh bị trượt lũ lụt. Thế là đeo cái biển 10 triệu vào cái cổ người ta này mình chụp cái ảnh. Thì chúng ta làm thế, chúng ta tạo nghiệp chứ không tạo phụ. Đấy là bố thí mà có điều kiện. Và tình yêu nó cũng có thể thế. Ví dụ như là con ơi học lên 10 điểm thì mẹ sẽ yêu con. Thì đấy là không phải. Đấy là tình yêu có điều kiện. Đấy. Thế còn mẹ yêu con nó giống như là mẹ còn đang thực sự là cái lúc mà đang nâng niu cái đứa trẻ nó còn đang dưới 1 tuổi, ví dụ, hay là đang chưa biết đi. Đấy là cái tình yêu rất thật. Còn sau này càng lớn lên nó càng có điều kiện. Đấy, thế con người mình bị cái xã hội nó làm cho mình bị gọi là tha hóa đấy, không đúng, nhưng mà nó cứ giảm bớt đi. Đấy, chúng ta thấy không? Hay là ví dụ như một cái người vợ mà chỉ có yêu chồng là sở hữu ông ấy. Thế ông liếc mắt sang một cái cô bên cạnh rất là xinh một cái. Thế là về dỗi. Thế thì đấy là sở hữu chứ đấy không phải là yêu. Đấy không phải là yêu. Liếc nhưng mà người ta liếc là người ta nhìn thấy vẻ đẹp. Nhưng mà người ta có đi theo người ta hay không? Người ta có chăm nom mình hay không? Thì cái chuyện liếc cái là về coi như đổ hết tất cả là coi như ông thế nhá. Ông cứ đi theo cái bà đấy. Đúng không? Đấy, thế thì nghi ngờ đủ thứ là mình làm hại mình. Thế thì có một cái câu chuyện thế này mà tôi thấy rất là... VTV có một lần nó phát ấy. Thì có một cái chị Đỗ Thúy Hà. Đỗ Thúy Hà là chị là chủ tịch hội người mù ở quận Đống Đa. Chị lên chị chia sẻ thì chị bảo là 6 tuổi là bị mù rồi. Thế và sau đó đến 18 tuổi thì chị bảo là 18 tuổi tự nhiên thì ở trong 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 con người chị bắt đầu cảm thấy khao khát có chồng như những người phụ nữ bình thường. Nhưng mà biết là mình mù chả nhìn thấy cái gì cả thì bắt đầu chị nghĩ vào chắc là thôi. Thế sau đó từ cái suy nghĩ lúc đầu đấy nhá, từ cái suy nghĩ như thế thì nghĩ là tự ti rằng thôi chắc mình mù thế này cũng chả ai lấy đâu. Thế là bắt đầu là giận ngại tiếp xúc và là không tự nhiên như hồi trẻ con nữa. Thế nhưng mà sau đó thì nghĩ giờ đến lúc nào đó thì chị bảo là bây giờ ở nhà bố mẹ nuôi thế này thì cũng buồn quá, là chị bảo quyết tâm tự lực thì chị xin đi học, mà chị cố gắng chị học. Người mù người ta cố lắm. Thế học thì cuối cùng là được cái học bổng Nhật. Thế đi Nhật về một cái thì bảo bố mẹ thôi bây giờ con mù thì mù, nhưng mà bố mẹ cũng cho con ở riêng đi để con còn tự lập. Thế sau đó một thời gian thì qua giao tiếp thì người ta giới thiệu thì chị gặp được cái anh chồng, chồng bây giờ của chị ấy. Thế thì anh chồng ấy thì anh yêu thật. Thế chị bảo tại sao anh lại yêu em? Vì ông này rất là đẹp và cũng rất là đầy đủ. Nói chung là rất là coi như không bị một cái khuyết tật gì cả. Mà thường thường là người khuyết tật đấy, người khuyết tật đúng không? Bây giờ mà ông đẹp, rất là đẹp trai mà đi lấy một cái bà vợ mù mất hai mắt. Thế thì có yêu thật không? Hay là lợi dụng? Đấy, thế cuối cùng thì chị mới hỏi là sau một cái thời gian như vậy thì anh ấy ngỏ lời. Thì anh có nói một câu thế này này là ngoài cha mẹ đã đi với em chặng đường đến đây thì hãy cho anh đi cùng em trong những chặng đường tiếp theo để nắm tay em đi hết con đường này. Đấy, chúng ta thấy một cái câu nói về tình yêu đẹp không?
Một cái câu ngỏ lời mà với của một chàng trai với một cô gái mù mà tôi cảm thấy hay quá, tôi phải ghi. Đấy. Ngoài cha mẹ đã đi với em chặng đường đến đây, hãy cho anh đi cùng em trong chặng đường tiếp theo để nắm tay em đi hết con đường này. Ví dụ, tôi nói là nếu mà một cái câu ngỏ lời thế này, có khi hoa hậu còn hai mắt coi như là xinh, có khi cũng là đổ chứ không chỉ cô gái mù. Thế thì cô ấy nói thế thôi, thì cái đó ấy, là cô ấy không nhìn được mắt người con trai. Nhưng mà cô ấy thấy câu nói đó cũng rất là văn hoa. Nhưng mà câu hỏi nó xuất phát trong một cái tình huống cũng như là cái lúc anh ấy ngỏ lời đầu tiên rất chân tình. Thế thì cô mới hỏi là anh ơi, sao anh lại yêu em? Đấy. À, sao anh lại muốn cưới em? Thế thì vẫn còn một chút nghi ngờ, nghĩ rằng là hay là vì cơ thể cô ấy vẫn đều chỉ có hai cái mắt thôi. Người nói chung là cũng đẹp nhưng mà chỉ có thiếu mỗi hai cái mắt. Thế thì anh chỉ nói thế này này, anh yêu em và đó là tình yêu. Đấy là một cái câu định nghĩa đấy. Đấy, tình yêu thì mới ngỏ lời như thế. Thế và sau đó thì họ bắt đầu là vượt qua được và cuối cùng đến gia đình. Đấy, và cô này khi mà có chồng thì mới thấy rằng anh yêu thật và cô ấy thần tượng lắm. Cô ấy thần tượng cho nên là cô chỉ mơ làm sao mắt mình sáng để được nhìn thấy mặt chồng mình thôi. Và nhìn thấy mặt, sau đó đẻ hai đứa con và ước mơ lớn nhất là làm sao mắt mình sáng để mình được nhìn thấy mặt chồng mình và mình nhìn thấy mặt hai đứa con mình. Và tất nhiên là con đẹp mà. Đấy, và cuối cùng ấy thì cô ấy chia sẻ trên VTV, tức là đến bây giờ tôi vẫn yêu ông và tôi luôn luôn coi chồng là người yêu. À, đấy, các chị em phụ nữ thấy thế chưa? Nhưng mà các chị em phụ nữ cứ cưới đẻ xong đứa con thứ nhất rồi thì coi chồng đấy là nghĩa vụ chứ không phải coi chồng là tình yêu đâu. Lạ thế. Đấy, coi chồng đây là một cái ông xã nghĩa vụ phải sống chung. Thế thì chị nói tôi luôn coi chồng của tôi là người yêu và nói rằng là người yêu ơi, anh là người đẹp nhất trong mắt em. Và nhiều hơn, người yêu ơi, anh là mặt trời đã chiếu sáng cho em, xóa tan đi bóng tối trong mắt em. Thì là một cái câu chuyện vui không? Đấy, thế thì qua cái câu chuyện của cái chị Thúy Hà này thì chúng ta thấy đấy là tình yêu đích thực đấy. Thế thì chúng ta thấy là cái sức mạnh của tình yêu và tình thương nó lớn vô cùng. Yêu tức là từ và thương tức là bi. Và chúng ta chỉ, như thầy Thích Nhất Hạnh có nói rằng là chỉ có thể thương khi chúng ta hiểu. Thế còn khi chúng ta cãi nhau, khi chúng ta mọi thứ là chúng ta chỉ có thể yêu, chúng ta không thương. Đấy, đấy. Thế cho nên là khi chúng ta thương rồi thì bắt đầu cái cảm xúc nó là từ bi mẫn. Thì thương rồi chúng ta mới hiểu. Hiểu, đấy. Hiểu và thương, thương, hiểu và thương đấy. Thế thì trong cái dân ca Nghệ Tĩnh nó có giận mà thương đấy. Đấy. Giận mà thương. Đấy. Giận thì là giận vì chưa hiểu hoặc là thế nào đó, nhưng mà thương thì hiểu rồi. Đấy. Thế chúng ta thấy là cái thế nào là tình yêu và cái sức mạnh của tình yêu nó lớn tới như thế nào. Thì chúng ta đang xây dựng một cái cộng đồng Cybernetics là nó dựa trên những giá trị. Và đặc biệt chúng ta đang chia sẻ với nhau những giá trị. Và trong những giá trị mà chúng ta chia sẻ chính là gì? Chính là tình yêu. Khi chúng ta cảm thấy đồng loại chúng ta bị COVID, rồi chúng ta cảm thấy những người đang đau khổ vì thiếu tiền bạc, rồi vân vân, họ bị ốm, rồi họ bị những cái căn bệnh mãn tính không lây, thế rồi bây giờ vào bệnh viện rất là khổ, chúng ta hoặc là chúng ta thấy rằng họ có dấu hiệu như vậy, chúng ta nghĩ đến cái bối cảnh họ phải chịu đựng khi không có tiền, đấy, khi con cái họ cũng thế, phải nghỉ để trông bố mẹ, để chúng ta đem đến cho họ những giá trị chúng ta sẽ vượt lên. Vì vậy trên tình yêu nó cần gì? Nó cần tình yêu ấy, nói thật nó cũng không phải là cái gì vĩnh hằng nhá. Người ta ca ngợi chẳng qua là các tiểu thuyết muốn bán chạy thôi. Đấy, đấy vì sao mà chiến tranh hòa bình bán như thế, chạy như thế? Hay là ví dụ như là các cái tác phẩm làm sao mà... Hay là cái tác phẩm của Bùi Ngọc Tấn viết rất hay là... Cái đầu tiên ấy, nó là tác phẩm gọi là Nỗi Buồn Chiến Tranh. Và tác phẩm cũng bestseller ở bên mà dịch ra tiếng Anh bán chạy lắm. Sau đấy thì nhưng mà cái tác phẩm ấy đầu tiên khi ở tiếng Việt nó có một cái tiêu đề đấy là Thân Phận Của Tình Yêu, hay lắm, tôi đọc tôi cũng thấy rất là phải nói là hay. Một cái anh lính đi về rồi bắt đầu chết chóc mà xe tăng nó cán qua người Quảng Trị, nghĩa là lính của bạn bè của mình, rồi quay về nghĩa là kinh khủng của chiến tranh, còn cái thân tàn ma dại quay trở về và dựng lại cái tình yêu sau chiến tranh, nâng niu cái tình yêu nó khó khăn lắm.
Đấy thì tình yêu nó là một cái năng lượng lớn như vậy, nhưng nó cũng là cái ngọn lửa. Nếu chúng ta không cho củi vào, dần dần nó cũng tắt đấy. Đấy, thế cho nên là không phải là tình yêu trai gái đâu nhá, mà cái tình cảm của chúng ta với Cyberonis, tình cảm của chúng ta với đồng đội, nó cũng là cần ngọn lửa, nó cần phải cả 2, 3, 4 bên, nhiều nhiều cái người, mỗi người cho một ít củi vào để cho cái ngọn lửa tình yêu của toàn thể CBD chúng ta ấy, nó góp vào. Và cái năng lượng tình yêu của chúng ta nó càng lớn bao nhiêu, trong Zoom chúng ta càng nhiều bao nhiêu, chúng ta càng truyền cái năng lượng bấy nhiêu, thì cái hệ thống ta phát triển càng tốt. Đấy thì thưa với anh chị em là tôi có một số cái gợi ý để mà truyền cái cảm hứng cho đội ngũ chúng ta trong cái chuyên đề hôm nay. Thì bây giờ tôi xin là ban tổ chức giúp đỡ mời để cho những anh em, bây giờ anh em giơ tay và chia sẻ xem là cái chuyên đề này nó có quá biển không không, và thực sự là tiền nó từ đấy, và tôi thấy ai yêu nhiều thì tiền nhiều đấy. Đấy, đấy thế chưa đấy, thế thì bởi vì chúng ta trao đi cái tình yêu, chúng ta trao đi cái năng lượng, và chúng ta trao đi cái, đặc biệt chúng ta thấy không, một lời khen thôi đấy, một lời khen thôi là bắt đầu là hormone đã bắt đầu là nảy nở rồi, đúng không? Hay là khi mà chúng ta lên một cái danh hiệu đấy, một cái danh hiệu xong chúng ta truyền tải cái danh hiệu đi một chuyến du lịch về, nói về những cái hay của chuyến du lịch, là serotonin của trong các thủ lĩnh, các bên dưới của mình là bắt đầu tăng lên, hệ thống nó có năng lượng, và năng lượng nó truyền được, truyền tải đến đấy, thì là chúng ta là cái thu nhập nó tăng. Thế là tôi chúc anh em nhiều năng lượng và nhiều tình yêu. Thế bây giờ tôi xin mời anh chị em chia sẻ đi ạ. Thì anh chị em giơ tay trên cái vâng, xin mời Nguyễn Phát ạ. Vâng. Xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh. Vừa rồi với chủ đề năng lượng của tình yêu thương, thì sự chia sẻ của bạn thật là tuyệt vời. Nói những cái rất là dung dị nhưng mà rất sâu sắc, và anh em rất cảm nhận những cái đó, là những cái lời di huấn mà rất là chuyên môn. Còn trước hết nói với tôi thì là tôi nghe đầu đề đã thể hiện về một tinh thần mang tính huyền bí. Mọi người cũng nghe được ạ. Từ nội lực của bản thân của mỗi chiến binh CBD đã được biết đến cơ hội có 1-0-2 trong cuộc đời này, cũng như trong lịch sử nhân loại, đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, qua những bài giảng của hội đồng thủ lĩnh, rồi của các chuyên gia đào tạo, của các tư vấn chuyên nghiệp, rồi của các tư vấn viên cao cấp, chúng ta đang thấu hiểu một ngành kinh doanh MLM hết sức văn minh, với một công ty và một tập đoàn mang nhiều giá trị cốt lõi mà không một tập đoàn nào hay một công ty nào có được. Do đó, mỗi một tư vấn viên phải xác định đã vào làm là làm hết sức lực, hết trí tuệ, học những người đi trước và học những người đã và đang thành công, gồm tất cả các thủ lĩnh và những người đã có các thứ hàng cao trong sơ đồ kinh doanh của công ty. Rồi với phương châm mà ngài chủ tịch Tati Anupsikaya là bà đã mơ ước là phải làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, thì có lẽ hôm nay với cái chủ đề năng lượng của tình yêu thương là nó càng rạng rỡ hơn. Do đó, mỗi tư vấn viên của chúng ta là với phương châm là học để biết, học để hiểu, học để làm và học để dạy lại cho người sau, tức là dạy cho những tầng dưới của mình. Tất cả nhằm không ngừng phát triển bản thân trong một môi trường mà tôi thấy là chưa từng tiến nơi nào có được, như ở Cyberonet. Khi bản thân được phát triển ngày một tốt hơn, thì đi kèm là những giá trị cao quý nhất của cuộc đời sẽ đến với bạn. Đó là: một là sức khỏe, hai là phát triển bản thân, ba là gia đình, bốn là tài chính, năm là sự nghiệp, sáu là du lịch, bảy là từ thiện. Mà du lịch thì vừa rồi là đoàn Việt Nam của chúng ta có hơn 100 người đi Thổ Nhĩ Kỳ, thì ở nhà có lẽ ai cũng rào được lên, ai cũng thấy cái khí thế và cái tinh thần rất là quả cảm của chiến binh CBD. Thứ 8 là tôn vinh, thứ 9 là được tự do, và thứ 10 là kế thừa. Bánh xe cuộc đời của bạn sẽ tròn tình dân, và sự nỗ lực của bạn và bứt phá của bạn để vươn tới một sự an lạc, sống cuộc đời ngoài hàng, sống với nhau như người thân, cùng chung một lý tưởng là giúp cho nhân loại càng tốt đẹp hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn
để giới thiệu tôi biệt tên về CVD. Cảm ơn hội đồng thủ lĩnh, cảm ơn các tuyển tên, cảm ơn các sản phẩm CVD đã giúp bản thân tôi và gia đình tôi ngày càng khỏe mạnh, và tôi cũng đã giúp được cho nhiều người trong xung quanh tôi trong cái danh sách khách hàng của tôi. Còn tôi phấn đấu là vào năm sau tôi sẽ được vào dự án xe hơi và để được đi du lịch như mọi người. Xin trân trọng cảm ơn Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh đã cho em chia sẻ, và xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin tất cả chúc chúng ta tất cả đều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn anh Nguyễn Phát, người chia sẻ đầu tiên cũng rất là giá trị. Chúng ta ấy, là tháng 5 sẽ có một cái đại hội kinh doanh, mà chúng ta làm sao ấy để chúng ta kể cái câu chuyện bản thân mình trong cái quá trình làm CE mà nó gây xúc cảm cho mọi người, và chúng ta cũng truyền cái yêu thương. Tôi kể là ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đấy tôi phát biểu khoảng 12 phút bằng tiếng Nga, mà sau cuối cùng là tôi ra đến nơi vì tôi kể chuyện về những người Việt Nam. Tôi kể chuyện về chị Tô Đính là chồng chết và phải bán cá như thế nào để cuối cùng nuôi con và cuối cùng trở thành thủ lĩnh. Tôi kể về cháu Mỹ Hạnh bị lupus ban đỏ, đã định ra tự tử rồi, con nó chỉ nói một câu là mẹ ơi mẹ hãy sống nuôi con để con sang Mỹ con học về con chữa cho mẹ, mà nó có biết là lupus ban đỏ là cái chưa biết là mẹ đã sắp chết thôi đấy. Và cái lúc mà mình nghĩ là đang định tự từ trước đấy thì chồng mình lại bỏ mình nữa, mình bệnh hiểm nghèo tiền không có thì chồng lại bỏ đấy. Thế là câu chuyện như thế lấy đi nước mắt của rất nhiều người, và sau này tôi ra ngoài khỏi cái hội trường đấy thì phải nói là người ta nghĩ về Việt Nam mình tuyệt vời lắm, nghị lực lắm, và các bà khóc rất nhiều. Sau đó thì tôi đã kể chuyện có mấy bà nghĩa là cứ như bốn cái thùng phi ôm tôi nghẹt thở, bảo mình ơi mày làm tao hết nước mắt. Thế thì chúng ta hãy tập để kể cái câu chuyện về những, không phải kể với mình, kể với những người trong đội ngũ của mình mà họ vượt khó như thế nào, họ vươn lên và với cái tình yêu CBD như thế nào, họ cố gắng như nào, cũng đấy cũng là một cách chúng ta tạo nên cái cảm xúc ở trong cả một cái hội trường chẳng hạn. Cho nên là tháng 5 sẽ có cái sự kiện để các bạn có thể chia sẻ. Thì xin mời Julia Hương. Chủ đề tình yêu này chắc là phụ nữ hôm nay chắc phát biểu nhiều, nó hay hơn chắc đàn ông. Dạ, con xin được chào bác Minh, chào tất cả các cô chú và các anh chị ở trên Zoom. Thật sự là buổi Zoom hôm nay nó rất là tuyệt vời, và con cũng chia sẻ với bác Minh là cứ buổi Zoom nào của bác Minh là con cũng nỗ lực hết sức để con tham gia, và đặc biệt là con rất là muốn bật mic để chia sẻ. Vì tất cả những cái điều mà bác chia sẻ đó thì nó đều thật sự rất là giá trị, và con cảm thấy là nó khiến cho trái tim con rất là rung động. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái năng lượng cảm xúc thật. Và khi con cũng xin được giới thiệu một chút ạ, tại vì là có thể là trong Zoom thì cũng nhiều người chưa biết. Con tên là Phạm Thị Hương và năm nay con 40 tuổi ở thị trường Tuyên Quang, và hiện tại thì đang là tư vấn viên K7. Cái cảm xúc của tình yêu thương thì thật sự là nó chính là cái thứ mà khiến cho con có thể là vượt qua được những cái trở ngại và có thể là nói là những cái hố C khi mà đồng hành cùng với CBD. Bởi vì trước khi đến với CBD thì cuộc sống nó cũng có rất là nhiều biến cố, thì cũng không có nhiều thời gian để kể câu chuyện về những cái biến cố của mình. Nhưng mà khi đến với CBD thì xuất phát điểm của con đó là xuất phát điểm âm. Và cái điều mà khiến cho con có thể tin tưởng tuyệt đối vào cái con đường của CBD, và có những người đồng hành thật sự là gọi là con vô cùng là cảm thấy thương yêu và trân trọng, biết ơn. Bởi vì các anh các chị chính là động lực rất là lớn để cho con có cái nghị lực để có thể là vượt qua được những cái hố C, là những F1 của con. Bởi vì sao con nói đến cái chủ đề tình yêu thương lại khiến cho con cảm thấy nó xúc động đến như thế? Bởi vì thực sự rất là biết ơn các chị, cứ mỗi lần mà con vượt ngưỡng, ví dụ như khi mà từ K5 hì hục mấy tháng không lên được K6, thì khi mà con ra quyết định là tháng này có thể là em sẽ vượt ngưỡng các chị ạ, thì các anh các chị ạ thì chỉ nhận được lời động viên là em hãy ra quyết định đi, các chị sẽ giúp. Và trong tháng thì liên tục là các tầng F1 của con ấy liên tục hỏi là em ơi, em chiến đấu đến đâu rồi, bọn chị sẽ làm hết sức để vì em. Thì không phải vì các chị đâu, không phải vì các chị mà chị thực sự muốn cho em thành công. Đấy, thì đó chính là cái tình yêu thương mà anh em đồng đội dành cho mình, và đó cũng là cái cảm xúc mà thật sự là cảm thấy lúc nào cũng nghĩ đến đồng đội của mình. Bây giờ mình chiến đấu không phải là vì bản thân mình nữa, mà mình có lên một cái nấc danh hiệu nào thì đó là vì đồng đội của mình.
Thì thật sự là cái chủ đề hôm nay của bác Minh, đó là chủ đề về cái năng lượng của tình yêu thương. Thì mỗi lần mà cái cảm xúc, cái tình yêu thương và đoàn kết của hệ thống dành cho con, của đội nhóm của con dành cho con, cũng như là của bản thân mình dành cho những cái tư vấn viên của mình, thì nó giúp cho mình có một cái cảm xúc thật sự đặt dạt dào cái cảm xúc yêu thương và muốn gắn bó lâu dài cùng với lại anh chị em đội ngũ của mình. Đấy, thì con nghĩ đó là một cái động lực rất là lớn để cho con có thể vượt qua. Ví dụ như con có thể chia sẻ câu chuyện với tất cả mọi người là ở trong hệ thống của con có một chị đồng hành cùng với con từ khi mà bước vào CVD 6 tháng liền ạ, chỉ dùng sản phẩm và không tuyển dụng được một ai. Có thể là đó là nói về cái tính kiên trì mà ở trong Dung chúng ta, thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều người có 6 tháng không tuyển dụng được một ai, nhưng chị kiên trì cứ mỗi tháng dùng 100, 200 điểm sản phẩm, bởi vì chị cũng là một người có bệnh. Thì từ 6 tháng trở đi thì bắt đầu là chị đã tuyển được những cái người làm việc có cộng sự thật sự là nghiêm túc dành cho mình. Thì đó là cái khi mà chắc là lượng nó đủ rồi thì chất nó sẽ thay đổi, thì lúc đó hệ thống bắt đầu về với chị. Và chị bây giờ hiện tại đang là tư vấn viên trưởng, thì cũng chia sẻ với tất cả mọi người là đó là tình yêu thương. Và chúng ta không xuất phát từ cái sự thật của lòng yêu thương một cách chân thành thì chắc chắn là sẽ không có được những cái người đồng đội tuyệt vời như thế, có đúng không ạ? Nên là ở đây ngày hôm nay thì bác Minh chia sẻ một chủ đề rất là hay, đó là cái năng lượng của tình yêu thương. Và cái tình yêu thương nó phải xuất phát từ một chữ thật. Mình đi chia sẻ với ai, mình mong muốn tuyển dụng ai, hoặc là muốn chiêu mộ ai về cộng tác cùng với mình, thì trước tiên đó phải là một cái thật đã. Cái thật nó xuất phát từ trái tim của mình, nó thể hiện qua ngôn ngữ, đúng không ạ? Thể hiện qua ánh mắt, thể hiện qua nụ cười. Và khi họ cảm nhận được cái thật đấy thì dù là ngày hôm nay họ có chưa sắp xếp được thời gian hoặc chưa phải là đúng thời điểm để họ có thể đồng hành cùng với lại chúng ta, thì chỉ cần chúng ta trao cho họ và chúng ta cho họ biết được cái cơ hội của CVD thực sự là một cơ hội có thể là thay đổi được con người. Nó không chỉ là thay đổi về mặt tài chính đâu ạ, nó không chỉ là thay đổi về mặt tài chính mà nó đã thay đổi thật sự cái bản chất của một con người, để chúng ta có một cái môi trường để trở thành một con người tốt hoàn hảo, đúng không ạ? Một người tốt hoàn thiện. Thì Hương tin chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều người, và những người mà chúng ta trao cơ hội thì chắc chắn là trước hay sau thì họ cũng sẽ đồng ý để cộng tác cùng với chúng ta. Và đó chính là chúng ta, cái cách để chúng ta trở thành một chuyên gia trong CBD, cũng như là trở thành một chuyên gia trong cái ngành network marketing. Đó là chia sẻ của con dành cho tất cả mọi người, và biết ơn bác Minh đã cho con chia sẻ, và biết ơn tất cả anh chị em trên Zoom đã cho Hương cái cơ hội để chia sẻ lần thứ hai. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chào, cảm ơn Hương cũng đã chia sẻ rất là thật lòng. Và tôi thấy rằng là phụ nữ ấy, thì thường là bản năng của phụ nữ tức là cho đi yêu thương, và chỉ có lẽ sau này lấy được chồng rồi khôn lên một tí thì bây giờ mới đòi hỏi. Còn lúc đầu là gần như là nó là quen như kiểu cho con. Thế trên là phụ nữ là yêu thật, đàn ông thì có tiểu thuyết là đàn ông là đông doan mà đấy, có cái tiểu thuyết tức là đàn ông thì cứ yêu theo kiểu con mắt đấy, phụ nữ thì người ta phải yêu từ tấm lòng. Thế và cái câu của Hương Giang có nói cũng rất là hay, đó tức là thế nào, tức là ngày hôm nay ấy, mình phải cho đi cái tình yêu thật. Thế thì biết đâu 5-6 năm sau cái người đấy người ta nhớ cái phút giây mà mình cho thật đấy, thì người ta sẽ lại nhớ đến mình. Thế còn nếu mà ngày hôm nay mình cứ mời mời ấy, mình mời xong rồi cái tâm của mình nó cạn lắm, thì lần sau mà người ta tìm ra một cái người khác chia sẻ thì người ta lại không nhớ đến mình. Cho nên cái việc mà đi tuyển dụng nó là như thế đấy. Chúng ta cứ phải chân thành, vì cái thời điểm đó người ta chưa sẵn sàng, hoặc là người ta chưa đủ tin, hoặc là người ta còn mọi thứ chưa có, thậm chí người ta cũng chưa tin hết mình. Nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên mình chia sẻ một cách chân thành là có thể giữ được đấy. Thế còn đương nhiên là khi vào hệ thống rồi, nếu chúng ta không có tình yêu thật thì họ cũng lại ra đi thôi. Đấy. Thế thì cũng rất hay chia sẻ của bạn. Thì tôi xin mời tiếp theo là bạn Hương Giang. Mời anh Trần Thịnh đã. Trần Thịnh Đăng à. Thế sau đó đến bạn Hương Giang. Có nam có nữ cho nó. Anh mở micro đi ạ. Vâng. Xin chào thủ lĩnh và quốc gia Phạm Hữu Minh. Xin chào tất cả các thủ lĩnh tương lai có mặt ở trên Zoom. Tôi tự giới thiệu, tôi là K6 Đặng Trần Thịnh ở thị trường Bắc Giang. Năm nay 64 tuổi. Thế thì qua cái ý kiến của
của K7 Hương Giang ấy, tôi cũng rất tâm đắc với ý kiến đó. Thế và tôi cũng xin có ý kiến của riêng mình là hai cái từ yêu thương ở đây tôi thấy là mình đã cho đi một cái tấm lòng yêu thương thực sự từ trái tim mình đến một vấn đề gì đó, đến với ai thì mình đương nhiên là mình được nhận lại tất cả những cái năng lượng của những cái đối tác đấy phản hồi lại với mình. Mình được lạc lại cái năng lượng, cho đi càng nhiều yêu thương chân thành thì được nhận lại những cái năng lượng lại càng nhiều. Thế trong Siberia thì tôi thấy là cái tình yêu thương ở đây thì cho đi đâu? Cho vào cái tập đoàn chăm sóc sức khỏe chủ động Siberia của mình để mình nhận lại được những cái năng lượng từ Siberia. Thế rồi cho tới gì? Các thủ lĩnh kính yêu của mình ở bên trên và cho các tầng 1, tầng 2 và tầng N của mình thì mình lại nhận được cái năng lượng. Thế cũng như là K7 Hương Giang nói, có thể là tôi thấy rằng là mình đầu tiên mình phấn đấu lên danh hiệu, là phấn đấu để lấy cái danh hiệu cho riêng mình. Nhưng mà sau khi các thủ lĩnh tuyến trên, thế rồi các tầng 1, tầng 2 rồi đến tầng N của mình lại động viên mình, thì lúc đấy mình phấn đấu không lại vì mình nữa, mà vì cái tình thương của mọi người dành cho mình. Đấy, cho nên là cái tình thương ở đây, cái từ yêu thương ở đây nó phải từ rung động từ trái tim, cho đi từ trái tim. Đấy thì mình mới nhận lại được cái năng lượng từ nơi mình cho phản hồi lại với mình. Và tôi có ý kiến như vậy. Xin cảm ơn sự lắng nghe của mọi người. Tuyệt vời. Phải năng lượng tình yêu chỉ có thể từ trái tim thôi. Và nó phải có đi có lại. Xin mời K5 Hương Giang. Không phải chào đâu. Vào luôn đầu đề đi em. Cảm ơn. Thế chào bác Phạm Minh và chào tất cả mọi người trên Zoom. Hôm nay thì lần đầu tiên cháu can đảm để có thể bật mic để chia sẻ lên một cái Zoom lớn như thế này. Thì khi mà nghe bác vừa chia sẻ thì cháu cũng rất là biết ơn bác trong buổi tối ngày hôm nay đã chia sẻ đến cháu và mọi người những kiến thức rất là hay, rất là bổ ích. Và những điều bác chia sẻ cũng rất là đúng là hôm nay bác chia sẻ một cái bài đó là năng lượng mà nó chạm đến trái tim, và cháu cũng cảm nhận được cái sự yêu thương của bác dành đến tất cả mọi người. Cháu rất là biết ơn điều đó. Và cháu cũng xin chia sẻ một chút, nó là thật ra thì cháu làm trong CD thì thời gian cũng chưa có dài, nhưng mà cũng nhờ cái sự yêu thương của mọi người, sự giúp đỡ của mọi người, tất cả mọi thứ xuất phát từ trái tim, từ đồng đội của cháu, những người hướng dẫn trên cháu và tất cả mọi người, thì cháu cũng trưởng thành hơn từng ngày trong cách suy nghĩ và mọi thứ. Thì ngày hôm nay trên Zoom ngày hôm nay thì cháu cũng xin phép gửi lời cảm ơn đến người hướng dẫn trên cháu, đó là cô Trần Thị Phương Lan, người luôn yêu thương giúp đỡ cháu rất là nhiều. Và cái năng lượng cô tỏa ra thì đó là một cái năng lượng mà làm cho cháu lúc nào cũng phải nể phục. Và cháu hơi xúc động một chút. Em cảm ơn cô, em biết là cô đang ở trên Zoom mà em cảm ơn cô đã luôn yêu thương giúp đỡ em và cô luôn bảo bọc che chở cho em và tha thứ cho em rất là nhiều thứ, dìu dắt giúp đỡ em. Và thôi cháu cũng chỉ muốn bật. Tắt con mic rồi. Cảm ơn Hương Giang. Thôi có lẽ là cháu nói như thế mọi người cũng đã hiểu. Và chính càng nói ít nhưng mà cái thông điệp của cháu Hương Giang cũng rất hay. Và từ nãy giờ thì tôi thấy là cái thông điệp của Hương Giang cũng gây xúc động rất mạnh. Chúng ta có bao giờ tự nhiên, nhất là đàn ông, có bao giờ tự nhiên mà lại đi nói mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ không? Khi đã trưởng thành rồi. Không nói được câu đấy. Thế và tư vấn viên ấy, khi trưởng thành lên đến thủ lĩnh quốc gia mà có Mercedes rồi. Người đỡ đầu ơi em yêu lắm. Em ơi người đỡ đầu lắm. Không có câu đấy.
Thế mới lạ chứ đi. Thế nhưng mà có phải là trong lòng chúng ta không có cái tình cảm với người đấy không? Và nếu ai mà có tình cảm thật với người đỡ đầu thì người ấy phát triển tốt lắm đấy nhá, bền lắm. Và nếu ai mà nói được câu là em cảm ơn cô, em cảm ơn chị, thực sự là chị đã chiếm trái tim của em và em phải cố phấn đấu cho chị, hệ thống đấy phát triển cực kỳ mạnh. Nó xuất phát trên tình yêu, nó mạnh hơn rất nhiều so với những cái quyền lợi khác. Nhưng mà cái tình yêu ấy nó thể hiện bởi lời, nhưng mà có cái tình yêu mà thể hiện không lời nó mới kinh khủng cơ. Tình yêu thì tôi cũng thấy có những người marketing về hạnh phúc, marketing về yêu của mình, nói năng đoạn kim cương rồi nói các thứ rất là hay, nhưng mà khi nhìn vào mắt nhau nó lại không phải thế. Đấy thì các bạn hãy phân tích được cái chủ đề này xem nào. Bây giờ tôi mời đến lượt Phạm Thùy Trang. Đấy. Xong rồi đến chị Kim Hoa. Mọi người bình luận về cái yêu thật và yêu không thật. Đấy. Và tại sao lại con trai yêu mẹ, con trai là bao giờ yêu mẹ hơn. Con trai có khi cãi nhau bố, nhưng mà bố thì chậm, nhưng mà yêu thì yêu mẹ. Nhưng mà tại sao lại không nói được với mẹ một câu là mẹ ơi con yêu mẹ nào. Thế. Và nếu mà nói được câu đấy thì mẹ xúc động lắm. Đấy cho nên là chúng ta bị quên, chúng ta bị cuộc đời nó làm cho chúng ta không nói được lời yêu. Đấy, xin mời cháu Phạm Thùy Trang, thủ lĩnh quốc gia mới. Cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn chú đã cho cháu chia sẻ. Cảm ơn chú đã cho tất cả mọi người một cái chủ đề yêu thương ngày hôm nay. Và cũng chính là cái chủ đề yêu thương này cho nên là cháu được gặp anh Trần Hải Ly, một người anh mà trong suốt hơn một năm vừa qua đã làm lên một học trò như cháu, đã giúp cho cháu có rất là nhiều bài học về cái tình yêu thương này. Bởi vì chắc chắn là anh ấy đã được sao chép từ chú. Và cái chủ đề về tình yêu thương ngày hôm nay chú đã chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Thì điều đầu tiên nó giúp cho cháu được hiểu, nếu như không có tình yêu thương thì chắc chắn là cháu không quyết định sử dụng sản phẩm để bảo vệ sức khỏe của mình này, để bảo vệ sức khỏe cho con của mình này. Nếu như không có tình yêu thương đối với người dẫn đường, đó là em Phan Thị Hiếu, chắc chắn cháu cũng không quyết định đón nhận cơ hội này. Và nếu như không có tình yêu thương cùng với tất cả mọi người thì chắc chắn cháu lại không thể nào mà đưa ra cái quyết định tiếp theo, đó là cái quyết định để đi tuyển dụng, chia sẻ, lan tỏa cái giá trị này đến cộng đồng. Vậy thì nếu như mà không có tình yêu thương thì trong cái giai đoạn mà cháu nhanh chóng vượt lên chính mình, khi mà hợp tác cùng với CBD 3 đến 6 tháng đầu là cái giai đoạn cháu sẽ phải vượt lên chính mình rất là nhanh. Thì cái giai đoạn này mà không có tình yêu thương của tất cả mọi người này, và bản thân cháu cũng không được học, không được hiểu về tình yêu thương, thì chắc chắn cháu không thể nào mà vượt qua cái giai đoạn vượt lên chính mình được. Và nếu như mà không có tình yêu thương thì trong cái giai đoạn mà cháu quyết định dẫn dắt đồng đội của mình ấy, cái giai đoạn này không phải là quyết định nữa, mà giai đoạn lúc này là trách nhiệm phải dẫn dắt đồng đội của mình. Thì cái giai đoạn này mà không có tình yêu thương thì chắc chắn cháu cũng không làm được. Bởi vì trong quá trình mà vượt lên chính mình, cháu là cái người mà vượt lên chính mình rất là lâu. Nó mất cho cháu khoảng hơn một năm cháu mới có thể vượt lên chính mình được. Trong khi đó bây giờ tất cả các anh chị em vào đây, chúng ta biết, chúng ta được học cái chủ đề tình yêu thương sớm của chú như thế này. Thì cháu thấy rằng là chúng ta vượt lên chính mình, cháu thấy mọi người bây giờ vào vượt lên chính mình rất là nhanh. Chính vì thế mà mọi người rất nhanh thành công cùng với CBD. Còn cháu thì cháu mất hơn một năm mới vượt qua được cái giai đoạn vượt lên chính mình ở cái giai đoạn đầu thôi. Và đến cái lúc mà cháu cần phải dẫn dắt đồng đội của mình thì cái lúc này cháu lại quay trở về cái giai đoạn vượt lên chính mình. Và cái lúc này cháu lại cần phải tình yêu thương thì cháu mới có thể là ở cái giai đoạn dẫn dắt đồng đội được. Bởi vì trong cái giai đoạn mà dẫn dắt đồng đội thì chắc chắn là những ai mà được nghe cháu chia sẻ những ngày gần đây thì mọi người cũng đã được nghe cái câu chuyện này rồi. Trong cái giai đoạn mà dẫn dắt đồng đội, nếu như cháu không có tình yêu thương thì chắc chắn ngày hôm nay cháu không thể ở lại với CBD để ngày hôm nay cháu có được cái cơ hội được chia sẻ, được phát biểu trên Zoom của chú như thế này. Bởi vì trong cái giai đoạn dẫn dắt đồng đội này thì cháu bị này, bị coi thường này, bị ghét này, bị bỏ rơi này, bị cô đơn này. Đương nhiên cũng có rất là nhiều anh chị em, nhiều đồng đội, nhiều những thủ lĩnh khi gặp cháu, mọi người đều rất là vui, mọi người đều có một cái gì đó rất là ấm áp mỗi lần mà mọi người được gần cháu. Thì mà thiếu được là trong cái giai đoạn đó cháu phải vượt qua, trải qua rất là nhiều trong cái giai đoạn dẫn dắt đồng đội, và càng dẫn dắt càng đi xuống. Và nếu như không có tình yêu thương thì chắc chắn là cháu không thể nhanh chóng vượt qua được. Và trong cái giai đoạn này thì
cháu mới rút ra được cái bài học ở cái giai đoạn mà dẫn dắt đồng đội ấy. Thì cháu mới thấy rằng là nếu như mà chúng ta biết học về tình yêu thương thì chúng ta sẽ không chấp nhau nữa, không chấp vặt những điều nhỏ nhặt nữa, mà chỉ hướng về mỗi một mục tiêu, một mục đích duy nhất mà như thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An chia sẻ. Đó là chúng ta chỉ có không chấp vặt nhau, chúng ta chỉ cùng nhau hướng về một mục tiêu duy nhất, đó là cùng nhau dàn hàng ngang, yêu thương nhau dàn hàng ngang, cùng nhau tuyển dụng, cùng nhau dàn hàng ngang và tuyển dụng thôi. Thì chúng ta mới có thể nhanh chóng dẫn dắt đồng đội và bản thân chúng ta mới có thể tuyển dụng được nhiều. Thì cái giai đoạn này, dẫn dắt đồng đội mà chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta không vượt qua được. Bởi vì trong quá trình dẫn dắt thì chúng ta sẽ đi qua những cái gáo nước, đó là chúng ta cảm thấy chúng ta cô đơn, chúng ta bị bỏ rơi, chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị coi thường. Đương nhiên tình yêu của mọi người dành cho chúng ta cũng có, nhưng chúng ta sẽ trải qua cái đó thì chúng ta mới có thể trở thành một người leader của đội nhóm được. Thì chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta không vượt qua được cái giai đoạn 3 này. Và cái tình yêu thương khi mà nó giúp cho cháu có một cái bài học tiếp, đó là cháu quyết định chinh phục tất cả các cái nấc thang của tập đoàn. Và khi mà cháu quyết định chinh phục tất cả các nấc thang của tập đoàn thì lúc này cái tình yêu thương cháu thấy rằng nó chưa đủ. Nó chưa đủ thì nó lại giúp cho cháu thấy rằng là cháu yêu thương như vậy là chưa đủ. Bởi vì cháu chưa thể tha thứ được cho một người nào đó có thể làm tổn thương mình, cũng như là chú nói, hay là chưa thể nói lời yêu thương nhiều đến người dẫn đường của mình được. Đặc biệt là đã trở thành thủ lĩnh quốc gia mà nói lời yêu thương đến người dẫn đường của mình thì cực kỳ khó. Vậy thì quyết định chinh phục tất cả các cái nấc thang của tập đoàn mà cháu thấy rằng là nếu như mà không thể tha thứ được cho một người khác thì tình yêu thương đó nó chưa thể được trọn vẹn được, và chúng ta chưa thể được hạnh phúc. Và khi mà cháu quyết định chinh phục tất cả các cái nấc thang của tập đoàn này thì cháu rút ra cái bài học nữa, đó là đã quyết định chinh phục tất cả các nấc thang của tập đoàn thì cái giai đoạn dẫn dắt đồng đội và cái giai đoạn này là cháu luôn để cho đồng đội của mình tỏa sáng, bởi vì mình yêu thương đồng đội của mình. Nếu mà nói về dẫn dắt về tình yêu thương mà và chinh phục các nấc thang của tập đoàn, nếu chúng ta không có tình yêu thương chúng ta cũng không làm được. Và lúc này cháu quyết định rằng là cháu để cho cháu biết được điểm mạnh, được điểm yếu của mình, và cháu tập trung rất là mạnh vào cái điểm mạnh của mình. Và cháu tự hào về cái điểm mạnh của cháu. Có thể rằng kể cả một thủ lĩnh nào đó cũng có thể chưa thể có được cái điểm mạnh giống như mình. Và chính vì thế mà cháu tự tin và cháu quyết định là dẫn dắt đồng đội và quyết định chinh phục các nấc thang của tập đoàn. Thế còn cái điểm yếu của cháu đó là cháu rất ít mối quan hệ bạn bè và cháu học rất là thấp. Và cháu thường là sống khép kín, cháu ít giao lưu cùng với mọi người. Vậy thì cái điểm yếu đó nó giúp cho cháu cần phải khắc phục nó. Và khi mà cháu biết cái điểm yếu của cháu là xuất phát điểm rất là thấp, thì trong cái giai đoạn dẫn dắt đồng đội và chinh phục các nấc thang của tập đoàn thì cháu rút ra cái bài học là cháu không biết cháu làm như thế nào, thì cuối cùng cháu được học những người thầy chỉ cho cháu. Đặc biệt là bằng cái tình yêu thương mà chú chia sẻ như thế này, đó là cháu luôn để cho những người xung quanh mình, những người tin tưởng theo mình, họ được tỏa sáng. Và khi mà họ được tỏa sáng thì cháu dẫn dắt đồng đội mà như không dẫn dắt. Và lúc này thì ai bảo cháu cái gì cũng được, họ nhất, họ nhì cũng càng tốt. Họ cứ về, họ cứ nhất và họ cứ nhì. Còn họ bảo cháu dù là ngu hay dù là một cái điều gì đó, cháu cũng nhận. Nhưng không bao giờ có thể có điều là mọi người cứ về đích đi, còn Trang sẽ về đích sau. Và cháu sẽ dành thời gian, cháu tập trung vào mục tiêu của mình nhiều hơn. Và khi mà không làm được bằng tình yêu thương thì cháu sẽ không biết cách mở lời cùng với lại người dẫn đường của mình. Chỉ đơn giản rằng là cháu được học và được một thủ lĩnh, đó là chị Doan. Chị ấy là cái người mà giúp đỡ cháu rất là nhiều. Chị ấy giúp cho cháu biết được rằng là nếu như mà cháu yêu thương như vậy thì thực sự yêu thương đó nó chưa thực sự hạnh phúc. Bởi vì yêu thương thực sự là có thể tha thứ được cho bất cứ một người nào đó làm tổn thương đến mình. Và để tha thứ cho bất cứ một người nào đó thì không thể nào mà chờ là cả hai chúng ta đều gặp và xin lỗi nhau được. Điều đó không bao giờ có. Mà để yêu thương một cách thực sự thì chỉ có một người duy nhất mở lời ra mà thôi. Và người đó chỉ có duy nhất trong hai mối quan hệ đó. Để yêu thương thì chỉ có một người xuất phát đầu tiên và một người sẽ là người bắt đầu. Và mối quan hệ đó sẽ có một cái tình yêu thương tốt đẹp khi mà có một người bắt đầu mở lời. Và cái người mở lời bắt đầu bằng cái tình yêu thương thì cái người đó là người hạnh phúc nhất. Thì lúc đó chúng ta sẽ là người hạnh phúc thực sự, kể cả trong gia đình. Và lúc này thì cháu thấy rằng là
Đúng là nếu như mà chúng ta không có tình yêu thương ở cái giai đoạn mà chinh phục các nấc thang của tập đoàn và cái giai đoạn dẫn dắt đồng đội này, thì cháu thấy rằng là khi mà ở cái giai đoạn này này, mọi người, nếu như mà mọi người càng ngày càng bắt toàn bộ đồng đội của mình, đó là cái điểm yếu của em Trang, điểm yếu của cháu. Nếu như bây giờ đội ngũ của cháu có rất nhiều các bác sĩ, thạc sĩ, tất cả các anh em gần như là đều giỏi hơn cháu, xuất phát điểm giỏi hơn cháu. Mà ngày hôm nay cháu lại làm việc với mọi người là hôm nay chủ đề này, hôm nay anh sẽ đào tạo chủ đề này, chị đào tạo chủ đề này. Chị ơi, hôm nay chị sẽ làm việc như thế này, chị sẽ làm việc như thế này. Thì chắc chắn là không có cái bài học về tình yêu thương này thì cháu không làm được. Và cháu chỉ đơn giản là cháu để cho tất cả mọi người được tỏa sáng, bởi vì cháu biết điểm yếu của cháu và điểm mạnh của cháu thì cháu phát huy nó lên. Thế còn trong cái giai đoạn này thì chúng ta mà không có tình yêu thương thì chúng ta sẽ không thể nào mà, bởi vì trong quá trình chinh phục các nấc thang của tập đoàn và dẫn dắt đồng đội, ví dụ đơn giản như trong quá trình về đích này, chúng ta đặt hàng nhầm đơn từ người này sang người khác, rồi quên đơn khiến hết hàng của tư vấn viên này, rồi quên mất, rồi khiến bị treo đơn hoặc là bị thiếu điểm đến ngày hết tháng, rồi chúng ta không làm thế nào để chữa cháy được này. Và lúc này mà chúng ta không có tình yêu thương thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều vấn đề chúng ta không thể xử lý được. Bởi vì với cháu thì cháu đã biết được rằng là nếu như mà không có tình yêu thương, hai cái lớp thang này chúng ta chinh phục sẽ rất là khó, bởi vì thời gian không cho phép cháu chia sẻ được nhiều. Và cái điều tiếp theo nữa là khi mà chinh phục các cái nấc thang của tập đoàn rồi thì cái giai đoạn này tiếp theo nữa là cái giai đoạn mà cháu nhìn thấy được là ở chú Minh và anh Trương Huy Cường. Đó là khi mà thành công rồi mà vẫn có thể học tập và chia sẻ. Bởi vì nếu như chú và anh Trương Huy Cường không có cái tình yêu thương ấy thì chắc chắn buổi Zoom tối ngày hôm nay chúng cháu sẽ không được học, không được ngồi ở đây. Bởi vì thành công rồi, chú vừa nãy chú chia sẻ rồi mà. Cuộc sống của chú không còn thiếu một cái gì cả. Nhưng tại sao mà chú vẫn cống hiến, chú vẫn yêu thương, chú vẫn cho đi như thế này? Và cái bài học mà thành công rồi vẫn học tập và chia sẻ bài học này là cháu học được của anh Trần Hải Ly. Anh ấy là một người thầy làm lên con người của cháu hơn một năm vừa qua. Và cháu chắc chắn là anh ấy được học một cái gì đó rất là đặc biệt từ chú. Và bởi vì anh ấy dạy cháu rằng là cạm bẫy của người thành công. Cạm bẫy của người thành công đó là khi thành công rồi, con người ta không thể nào quay trở lại học tập và dẫn dắt người khác từ đầu. Chính vì thế mà người ta thành công ở mức nào đó, cho dù là ở danh hiệu nào đó, hoặc một doanh nhân, một đại gia, hay là một người tự do về tài chính, sẽ có lúc người ta trở về con số 0, là bởi vì người ta không thể nào mà người ta quay trở lại học tập dẫn dắt người khác từ đầu như vậy được. Và ở cái giai đoạn này thì chúng ta lại càng phải tha thứ cho người khác nhiều hơn. Càng phải tha thứ cho người khác nhiều hơn, thực sự là tha thứ quá nhiều. Nếu như mà chúng ta thành công rồi, chúng ta nhìn lại sẽ có rất nhiều người làm sai chứ. Nhưng mà sai thì chú vừa nãy đã nói rồi, con người khác ở con vật, đó là tình yêu thương bao la. Và chúng ta biết suy nghĩ. Và chắc chắn rằng là chúng ta sai thì chúng ta sẽ sửa, chúng ta sẽ chuyển mình dần. Và ở cái bài học này thì ở cái tình yêu thương này, cháu được học ở chú những cái điều mà tuyệt vời đến như vậy. Và chính vì thế mà ngày hôm nay cháu được chia sẻ cùng với chú. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn chú đã cho cháu chia sẻ. Tuyệt vời. Chúng ta thấy một cô bé nông dân lớp 8 chuyên đi bám bèo mà chỉ nuôi cá mới để các thứ. Bây giờ trở thành một thủ lĩnh quốc gia tự do tài chính với cái thu nhập không dưới 200 triệu một tháng. Nhưng mà cái điều không phải là 200 triệu một tháng, mà cái sự trưởng thành của một cô gái lớp 8 tuyệt vời không? Đấy là Thùy Trang chưa kể cái chuyện là truyền cái tình yêu cho một đứa trẻ bị tăng động, mà cháu có, trước đây ngay cả cháu không biết gì, trời mưa cháu chạy ra. Nhưng mà sau những năm đi với Cyber and Wellness thì cháu đã biết nói rằng mẹ ơi tuyệt vời. Cháu bắt đầu biết vẽ và cháu bắt đầu thể hiện được cái tình cảm của một đứa con với người mẹ. Và đấy là cái hạnh phúc nhất mà Thùy Trang nay giấu không chia sẻ, chúng mình tiết lộ. Cái đấy nó còn lớn hơn cả tiền bạc và cái hạnh phúc nhiều. Nhưng mà cái thông điệp mà Thùy Trang chia sẻ, chúng ta thấy là một cái sự tiến bộ của một con người trong cái môi trường Sabronis rất là tuyệt vời, học được rất nhiều. Thùy Trang cũng là một tấm gương của cái người học. Nhắc đến Trần Hải Ly thì thấy rằng là bản thân Trần Hải Ly chưa phải là người mà trở thành thủ lĩnh quốc gia, nhưng mà với một cái sự ảnh hưởng của, tức là từ tố chất tốt của Trần Hải Ly và cũng sự ảnh hưởng của tôi, cho nên là Trần Hải Ly, Trang hoàn toàn là danh hiệu còn cao hơn Ly. Đấy, thế nhưng mà Ly lan tỏa một cái tình yêu mà không vụ lợi.
Đấy là một trong những điều tôi rất là quý Trần Hải Ly của tôi. Mà cái tình yêu của công ty đối với Trần Hải Ly nó còn vượt qua được kể cả những thủ lĩnh lớn hơn. Những thủ lĩnh lớn hơn còn ngậm miệng trước những cái tiêu cực mà chỉ nghĩ đến mình thôi. Đấy, có nhiều thủ lĩnh quốc gia là như thế. Hôm nay anh Cát anh bảo là có là người lên thủ lĩnh quốc gia còn chẳng đi cái nhận cái xe Mercedes xong rồi còn chẳng đi cái Zip Valeo Tour này. Cái Zip Valeo Leo Tour tới đây là 18 ngày đi của các thủ lĩnh, không phải là đi để mà chơi vào mũi Cà Mau, mà quảng bá cho Saravanit theo đề nghị của chủ tịch. Đó là cái trách nhiệm đối với công ty, cái tình yêu đối với công ty nó rất là nông. Đấy, tôi cũng nói ai thủ lĩnh quốc gia thì mà đi ngắn ấy, thì cũng nên suy nghĩ. Còn tôi thì tôi cũng không đi hết được, bởi vì con gái tôi 2 năm nay nó còn cả cháu cháu ngoại tôi nó ở Pháp, mà từ ngày sinh giờ tôi chưa được bế. Nhưng mà tôi vẫn đi cho đến tận Quảng Bình rồi tôi lại phải chạy ra để tôi về tôi đón con tôi. Sau đó 15 tôi lại bay vào và tôi sẽ có mặt ở trong mũi Cà Mau, mà mũi Cà Mau tôi đi rất nhiều rồi. Đấy thì một ông già cũng phải cố như vậy, thì anh em phải cố mà đi cái tour này. Đấy thế thì qua cái thông điệp của Thùy Trang cũng thấy là chúng ta ấy, chỉ có yêu thương thì mới biết mở lòng, và chỉ có yêu thương ấy, thì mới mở lời đúng. Chứ còn nếu không chúng ta mở lời chặt hết, mà mở lời chặt ấy, thì ngay từ lời mời đầu tiên chúng ta đã không tuyển được rồi. Và sau khi chúng ta có vấn đề ở trong đội ngũ mà không mở lời, chúng ta không giải tỏa được các khúc mắc, thì quá trình dẫn dắt ấy là chúng ta trượt. Mà chúng ta trượt quá trình dẫn dắt là chúng ta không có đội ngũ, vì 90% bí quyết thành công là dẫn dắt. Thế nhưng những cái buổi hôm nay chia sẻ về tình yêu thương này, chúng ta cứ tưởng nó đùa, nhưng mà tất cả những cái đó là bí quyết để chúng ta có thể có những thu nhập rất cao. Ngay qua câu chuyện của chị Trang thôi. Đấy, thế nhưng mà yêu thương là chúng ta lại yêu thương tư vấn viên rồi những người dưới chúng ta ấy. Thì chúng ta cách yêu thế nào? Yêu bằng cách là cứ dục rồi chửi bới lên, họ không chịu làm, thế họ không giận. Mà họ cần lúc nào con của mình cần tình yêu, lúc nào chồng của mình cần tình yêu, là cái lúc họ đang cô đơn, lúc họ đang khó khăn, lúc họ đang bị ở điểm C, họ đang rơi xuống hố mình không biết. Đấy, lúc đấy là họ đang rơi xuống hố thì mình không đưa cái dây để kéo lên, mình lại chửi họ, thế họ rời mình. Đấy, trên là tình yêu ấy, cái người mà tuyến dưới của mình, kể cả người đỡ đầu cũng cần tình yêu lắm. Vì người đỡ đầu hơn ai hết là người cô đơn nhất, mà người đứng đầu hệ thống là người cô đơn nhất luôn. Chúng ta phải biết là chúng ta phải chịu được sự cô đơn thì chúng ta mới có thể có tình yêu lớn được. Bởi vì cái người mà có tình yêu lớn nhất vẫn là người cô đơn nhất. Chúng ta biết Bác Hồ có ai đâu, không vợ, không con, nhưng mà Bác Hồ là tình yêu lớn nhất đối với dân tộc ta, đến từ các cháu thiếu nhi đến cụ già, từ cái người mà làm chức quyền cho đến cái người mà đang khó khăn, có đúng không? Từ cái người biết chữ giáo sư cho đến cái người mà không có giáo sư. Nếu mà các anh chị, mà các anh đọc một cái bài mà Bác Hồ viết ấy, là gửi cho bác sĩ, ôi tự nhiên tôi quên mất tên, tức là cái đứa con của bác sĩ đấy đi theo kháng chiến, ông học ở Pháp về, tự nhiên tôi quên mất tên bác sĩ, thì cái đứa con hy sinh mà chính ông nó mổ cho đứa con của mình bị thương, và sau đó đứa cháu nó mất. Bác Hồ xót tới mức mà viết, tôi rất có lỗi, xin lỗi cái linh hồn của cụ ấy, một bác sĩ đấy. Bác Hồ viết cái bức thư ngắn lắm nhưng mà cảm động, đọc xúc động vô cùng. Bố mổ cho con trong cái chiến dịch cái Điện Biên đấy nào đấy mà không cứu nổi. Thế bác có con đâu, có vợ đâu, thế mà sao mà lại hiểu được cái tấm lòng của một người chủ tịch nước mà yêu dân như thế. Đấy, thế thì cho tình yêu, chúng ta chia sẻ cái tình yêu, chúng ta cứ cho là phụ nữ cho đi tình yêu một cách vô tư đi, đàn ông thì cho vụ lợi đi, thì chúng ta cũng cho đúng lúc. Đấy, cho đúng lúc. Đây, xin mời chị Kim Hoa. Hình như thủ lĩnh Kim Hoa không mở được ạ. Kim Hoa không mở được. Vâng ạ. Chị Hoa, chị là co-host, sao chị không mở được ạ? Đúng rồi. Đấy, rồi chị Kim Hoa lúng túng quá thì xin mời anh Phạm Văn Thắng. Chị Hoa này lúc nào mở được thì vào. Đó, xin cảm ơn chú Phạm Hữu Minh. Qua cái buổi học hôm nay, cháu lắng nghe những cái lời giảng, lời giáo huấn của chú. Cháu cảm nhận
là tình yêu thương trong cuộc sống rất là hay và rất ý nghĩa, rất sâu sắc trong lĩnh vực CBG. Trong bất kỳ ai trong cuộc sống cũng thế, cũng đều phải có cái tình yêu thương. Tình yêu thương giữa người với người. Tình yêu thương giúp ta gắn bó, đoàn kết, hoàn thành mọi công việc. Trong học tập, đó là những cái suy nghĩ và cháu cảm nhận được trong những cái bài học ngày hôm nay. Cháu xin cảm ơn chú cho cháu chia sẻ. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Tuyệt vời. Nói ngắn gọn thế nhưng rất hay. Bây giờ chị Kim Hoa mà mở được thì mở đi. Không đó thì nếu không thì... Ok. Cảm ơn Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Minh đã cho phép tôi được chia sẻ. Xin kính chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên Zoom, cho phép tôi được xưng tôi. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời, bởi vì thực ra trước khi biết đến CBD thì cái lần đầu tiên mà tôi đi sự kiện, tôi đi cùng với Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh tại cái sự kiện 13, và chính cái buổi Zoom đó, cái buổi sự kiện hôm đó ở, tôi nhớ không nhầm là nó ở bên Trương Dương Độ, cái sự kiện đó ở Trương Dương, ở Trương Dương Độ, Rickcam 13. Và trong cái sự kiện đó thì cái lúc mà tôi ngồi bên cạnh thì tôi cũng xin chia sẻ với cả nhà, tôi với chị Uyển và Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh là những người trong gia đình. Thì khi mà tôi ngồi ở lúc ấy tôi đi với còn một cái tâm thái rằng là tôi nghi ngờ cái cơ hội này liệu nó có thực sự là mang lại cho mình hay không. Và tôi đến đó tôi nghe những cái câu chuyện ở trên sân khấu, tôi rất là xúc động rồi. Nhưng mà cái mà điều mà làm cho tôi quyết định là tôi sẽ phải lựa chọn làm CBD, bởi vì khi tôi quay lại thì tôi nhìn thấy rằng là khi mà thủ lĩnh, tôi nhớ là thủ lĩnh Phạm Kính, Phạm Thị Kính ấy, bác sĩ Phạm Thị Kính lên chia sẻ ở trên sân khấu, thì tôi ngồi bên cạnh thì tôi quay lại thì tôi nhìn thấy thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh ngồi bên cạnh tôi, và bác rất là xúc động và cầm chiếc khăn lau nước mắt khi mà thấy tư vấn viên bên dưới của mình, một người đi tu trong trường dòng 2 năm mà vẫn có thể lên được danh hiệu. Cho nên là lúc ý tôi ngoảnh lại thì tôi bất chợt cảm nhận được cái tình cảm mà của thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh dành cho tư vấn viên của mình, những người tuyến dưới của mình như vậy. Thì tôi thấy rằng là thực sự đây là một cái, đối với CB đó là cái thật, đó là lúc ấy tôi cảm nhận được những cái thật và những cái cảm nhận về cái tình yêu thương của tuyến trên với tuyến dưới của mình. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn đây là một cơ hội tốt. Còn trước đấy thì tôi cũng vẫn, có nghĩa là tôi cũng biết đến CBD và tôi đang dùng sản phẩm đó, nhưng mà những cái sự kiểu nghi ngờ của mình nó vẫn còn. Cho nên cái buổi hôm ý thì tôi đi, đáng ra sự kiện là 2 buổi nhưng mà tôi đi có 1 buổi thôi. Và có tôi, khi tôi về thì thủ lĩnh có nói với tôi một câu rằng là chị về à. Thế xong tôi bảo là tôi cũng, thực ra bây giờ thì tôi cũng hơi thật là lúc ấy tôi nói dối là ngày mai tôi bận phải trực, nhưng mà do là lúc tôi đi là tôi vẫn bị chồng phản đối và tôi vẫn còn nghi ngờ cái cơ hội này, chưa biết là nó có thực sự là tốt hay không. Thế là tôi xác định là đi có 1 ngày thôi và tôi không mang theo quần áo, cũng không như mang theo cái gì. Thế thì thủ lĩnh có nói với tôi là nếu mà chị đã xác định làm thì chị phải làm đến nơi đến chốn, và chị học đến nơi đến chốn thì chị mới có thể thành công. Chứ còn nếu mà chị làm nửa vời, chị học nửa vời như thế này thì chắc chắn là không thành công được đâu. Thế thì tôi đi đường về tôi cũng gọi cho chị Uyển là tôi nói là cậu nói như vậy thì không biết thế nào, ngại quá. Xong rồi chị cũng động viên tôi là thôi kệ, bây giờ gì mới thì gì cũng còn nhiều việc, nên là gì cứ về đi, không có bây giờ đi và bảo mấy chú như vậy thì là cho nên là gì cứ về đi, gì đừng có băn khoăn gì. Thế thì cái hôm ấy tôi vẫn nhớ lại cái sự kiện lần mà tôi đi dự Zicam. Đấy là cái mà khi mà tôi cảm nhận được cái tình yêu thương của thủ lĩnh với tuyến dưới của mình như thế nào, và tôi nhìn thấy cái ánh mắt của thủ lĩnh thì tôi thực sự là tôi rất là xúc động, và tôi nghĩ chắc chắn đây là một cơ hội mà mọi người thực sự là yêu thương nhau. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa cũng xin chia sẻ là cũng bằng cái tình yêu thương, và thực ra tôi thì là một người rất là khô khan, tôi cũng không hay biết nói. Tôi cũng chia sẻ ở đây trên Zoom thì có rất là đông người, nhưng mà vợ chồng tôi lấy nhau mấy chục năm nhưng mà gần như chưa bao giờ nói một câu nào là anh yêu em hay em yêu anh bao giờ cả. Không bao giờ biết nói lời yêu thương thật sự mà nói. Còn yêu thì vẫn là yêu và cũng không bao giờ làm cái gì mà để mà vợ chồng mất niềm tin với nhau. Nhưng mà nói những cái lời yêu thương thì rất là khó, không biết nói bao giờ cả. Kể cả lúc yêu cho đến lúc lấy nhau rồi cũng thế. Và đến khi mà tôi bị phản đối, tôi làm việc cái công việc này tôi bị phản đối, ông xã nhà tôi thì làm trong ngành công an và ông phản đối rất là nhiều, thì tôi không biết làm thế nào để tôi vượt được qua cái lời phản đối của ông ấy. Thì một lần tôi vào
vào Zoom mà tôi hỏi thì mọi người mới nói rằng là chồng mình có phản đối mình là chẳng qua là người ta yêu thương mình thôi, và người ta muốn bảo vệ mình, người ta không muốn mình gặp rủi ro, không muốn mình mất tiền bạc hoặc là mất uy tín, cho nên là đừng có về cãi nhau làm gì cả. Thế tôi về tôi cũng lại nói lại cái lời đó. Thì khi mà tôi nói được câu đó ra thì thực sự mà nói là ông xã nhà tôi là ông cũng là người khô khan, ông chưa bao giờ ông nói được cái lời yêu thương. Thì khi tôi bảo là em biết là anh phản đối em là vì anh yêu thương em, anh sợ em bị rủi ro cho nên là anh không muốn em tham gia cái công việc này, anh sợ là kinh doanh đa cấp là thế nọ là bị lừa đảo, nhưng mà em biết chắc chắn đây là cơ hội tốt cho nên là anh cứ tìm hiểu đi, còn em năm nay ngoài 50 tuổi rồi, em biết chắc chắn em tìm hiểu, em biết chắc chắn đây là một cơ hội rất là tốt và chắc chắn em không có rủi ro gì cả. Thế còn anh yêu thương em nên anh mới phản đối. Thế mà khi tôi nói được cái lời đó với chồng mình thì từ đấy là ông xã tôi không phản đối tôi nữa. Thì ông biết là mình đã hiểu rằng ông ấy phản đối là chẳng qua là do là mình, ông ấy muốn bảo vệ mình thôi, chứ không phải là do cái việc mà ông ấy ghét mình hay cái gì cả. Đấy, đấy là cái câu chuyện thứ hai. Và còn một câu chuyện thứ ba nữa, đó là khi mà tôi làm CBD này, thực sự nếu như cũng không phải vì tình yêu thì cũng rất là khó để vượt qua những cái khó khăn. Khi mà tôi nhớ là có một lần tôi cũng ngồi ở vị trí này và tôi hướng dẫn cho một tư vấn viên của tôi là chị có tuổi rồi. Chị gần như là không cả biết cái chữ là đánh chữ A thành chữ ớ như thế nào, mà kể cả chị và con dâu của chị, hai người đều không biết cách đánh, có nghĩa là dạy nhau từ cái chữ A, chữ Á, chữ ớ. Thì con gái tôi nó nằm đằng sau này, nó mới thấy rằng là tôi kiên trì. Nó bảo là con cũng lạ mẹ đấy, trước khi mẹ đi làm ở cơ quan con thấy mẹ chả bao giờ như thế này đâu, sao tại sao bây giờ mẹ làm cái công việc này mà mẹ lại có thể kiên trì để mẹ hướng dẫn được người ta từ, có nghĩa là con thấy mẹ ngồi đến 30 phút mẹ kiên trì mẹ dạy người ta từ cái chữ A, chữ Á, chữ ớ, mới đọc dấu huyền đánh như thế nào, dấu sắc đánh như thế nào, thì cũng là con thấy lạ mẹ. Con gái thôi nó phải thốt lên cái điều đó, có nghĩa là đúng, thực sự nếu cái công việc này chúng ta không xác định được là cái việc mà chúng ta phải giúp đỡ tuyến dưới của mình và phải chân thành, phải bằng cái tình yêu thương thực sự như thế nào thì chúng ta mới có thể thành công được ở trong cái công việc này, thì rất là khó. Nếu mà mình cứ giữ cái, có nghĩa là giữ cái tôi của mình, giữ cái những cái mà cái kiểu là gọi là cái tự cao tự đại của mình thì mình rất là khó để thành công. Cho nên là đấy cũng là cái chủ đề ngày hôm nay nói về tình yêu thương, thì tôi cũng xin kể là ba cái câu chuyện mà làm CBD chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải vượt qua tất cả, và đặc biệt là đúng thực sự và nói là vào đây với một cái tình yêu thương và giúp đỡ mọi người một cách chân thành, và ai cũng vậy thôi. Cho nên là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và trước kia thực sự mà nói, nếu mà nói là Kim Hoa Happy mà nói những cái từ hạnh phúc đối với tôi không bao giờ dám mở miệng để nói, nhưng thực sự một cái công việc mang lại cho tôi những cái giây phút cảm thấy hạnh phúc từng giây từng phút khi mình đón nhận được cái cơ hội này. Cho nên là dám lấy cái thương hiệu của mình là Kim Hoa Happy cũng xin được chia sẻ với cả nhà một chút như vậy thôi ạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị Kim Hoa. Đấy, câu chuyện của chị cũng rất hay. Nhưng mà chúng ta hãy học cái câu chuyện của chị Hoa bằng cách là khi mà phần lớn là người chồng hoặc người vợ của mình phản đối, thì chúng ta coi như xử lý cái phản đối đối với khách hàng thì học mãi. Như hôm nay mới học được cái là xử lý ý kiến phản đối hoặc là ý kiến gọi là căng thẳng ấy, của người yêu của mình, thì bằng cách nói lời yêu thôi. Đấy, chị Hoa chị nói lời yêu rất là bình dị, cũng rất là chân thành. Thế còn lúc đấy chị lại nói lại giống như bọn trẻ: anh ơi em yêu anh lắm. Nói thế có khi ông lại bảo bà kiểu gì ấy. Thế nhưng mà nói đấy, chỉ anh giữ em là bởi vì là anh yêu thương em cho nên là anh mới giữ, anh nghĩ là rủi ro đấy. Thì nói nó có lý có tình như thế thì đàn ông là theo ngay, và bây giờ sau đấy là chinh phục ngay được cái con voi này. Đấy, rất hay. Đấy, Đức Phật chinh phục cái con voi thì bằng tình yêu lớn của ngài đối với chúng sinh. Nhưng chúng ta chỉ cần chinh phục cái con voi nhà đã là vĩ đại lắm. Thế nên cho nên nói lời yêu với chồng hoặc vợ của mình cũng rất hay, vì lâu quá quên rồi. Đấy, ngay từ lấy nhau xong cái là quên luôn. Đấy, thì tôi nhớ lại là bác Hồ gửi thư cho bác sĩ Vũ Đình Tụng. Đấy, ông ấy mổ rất nhiều liệt sĩ, cuối cùng ông mổ thằng con mình, thế là thằng con chết liệt sĩ năm 47, tháng giêng năm 47 thì là bác Hồ mới đây có anh Trương là bác sĩ để được mổ. Nói thật chứ bạn tôi là không dám mổ bạn. Đấy, bạn tôi thì trước là phó giám đốc bệnh viện của anh Trương, gửi bạn thân xuống đấy thì phải nhờ như anh Trương hoặc những người khác của tôi mày mổ bạn tao. Duy nhất có bà xã tôi thì là mổ ruột thừa, thì bạn tôi thôi. Nó bảo thôi mày giao vợ mày cho tao nhé. Bảo ok, đêm nay mày cứ quản lý. Thế là tôi làm mấy chầu bia, thế là xẹt cái xong cái ruột thừa. Vì ở Việt Đức không xếp hàng nổi, sang Sanh Pôn mổ ban đêm.
Đấy thì mày giao vợ mày cho tao cái là xong, hơn tiếng đồng hồ là xong cái ruột thừa thôi. Mà anh Trương thì là, anh Đào Trương thì là mổ không chảy máu. Thế có lẽ là bây giờ chúng ta ưu tiên cho bác sĩ Đào Trương phát biểu cái nhỉ? Vì cái tình yêu mà con người, tại vì nó nhắc đến bác sĩ Vũ Đình Tùng, bác Hồ đấy, bác Hồ bảo viết là ngài ơi tôi không có con. Đấy, tôi không có con, không có gia đình. Thì khi mà cháu mất là liệt sĩ ấy, thì tôi thương như thế nào? Các thanh niên đều là con tôi. Đấy, viết đến nỗi là mà gọi ông Vũ Đình Tùng là ngài nhé. Đấy, chúng ta biết chủ tịch nước mà gọi một bác sĩ là ngài. Đấy, chủ tịch kia cái tôi nhỏ lắm. Chứ mình bây giờ mới có thủ lĩnh xong là thủ lĩnh cao cấp, xong bắt đầu là thủ lĩnh quốc gia là cái tôi lớn quá thì chỉ gầy gò. Thế bây giờ ưu tiên cháu Hoài Thanh cho ưu tiên cho anh, rồi mời bác sĩ Đào Trương chia sẻ. Vì anh là một bác sĩ phẫu thuật. Mà phẫu thuật thì hay làm đau người. Thế thì làm nào để người ta không đau? Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phạm Hữu Minh. Xin kính chào bà con cô bác trên Zoom. Tôi là Đào Thành Trương, tôi ở thị trường Hà Nội. Vâng ạ, cái buổi chủ đề ngày hôm nay, cái tình yêu thương thật là tuyệt vời. Tôi xin trước tiên thì để chia sẻ cảm tưởng thì chúng tôi có những cái chia nhỏ ra các cái lĩnh vực. Ví dụ như là tôi xin mạn phép tác giả, tôi đọc cho cùng với chia sẻ cùng với cả nhà một cái vần thơ. Sau đó thì mọi người sẽ có cảm nhận như thế nào về cái vần thơ đó. Tháng ba vườn quê vườn vàng ươm luống cả, sân nhà hoa bưởi ngát hương thơm, thêm tuổi nữa năm nay là 89, mẹ luôn cho quả đức trái tâm hồn. Vâng ạ, thế thì trong tình yêu thương thì cái năng lượng của người mẹ cho con là đong đầy, cho một cách vô điều kiện. Vâng, thế thì một cái tình yêu nữa với cái năng lượng đó thì với cái năng lượng thứ nữa là tình yêu nam nữ thì sao ạ? Tình yêu thì rất là khó, mà nam thì yêu bằng mắt, nữ thì yêu bằng tai. Thế vậy thì yêu là khó nói cho xuôi, đố ai đếm được sao trời nhiều sao, da trời tán xạ thành xanh, mắt em hấp thụ nên anh thấy huyền. Vâng, thế còn ở trong series cái tình yêu của năng lượng của tình yêu đó thật sự là quá lớn, bởi là có một cái đội ngũ rất là hùng mạnh. Cái tình yêu đó lan tỏa, nó như những cái sóng nó lan tỏa cộng hưởng với nhau. Thế chúng ta giúp đỡ nhau, yêu thương nhau từ những người không quen biết, rồi đến đây trở thành anh em bạn bè chí cốt và yêu thương hết mực, cùng nhau phấn đấu làm giàu tập thể. Vâng, và với những cái tình yêu và cái năng lượng đấy thì nếu như chúng ta chỉ học được những cái bài một cách cũng gọi là rất là chuẩn mực và lý thuyết thì chúng ta đi chia sẻ nó năng lượng một ít, thì cái khả năng mà kết nối đội nhóm rồi là các cái kết nối được các tư vấn viên mới của chúng ta nó không được năng lượng lắm, không được hiệu quả lắm. Nhưng nếu chúng ta nâng cái tầng nhận thức của chúng ta lên với những cái trái tim, những cái tình yêu thương cho đi hết mình thì chúng ta kết nạp được các ứng viên của chúng ta vào đội nhóm rất là nhanh, bởi vì người ta cảm nhận được hết ạ. Bởi vì khi trong face to face, tức là mình nhìn thấy những người mặt đối mặt rồi là ánh mắt, nhìn vào ánh mắt thì đấy là cái sự cảm nhận được rõ nét nhất, và những sự chân thành thì mới là có hiệu quả. Thế còn tôi thì cũng giải thích chia sẻ rồi ạ. Thì khi tôi vào kinh doanh với tập đoàn là lúc đầu tôi cũng không có cái niềm tin về sản phẩm đâu ạ. Bởi vì tôi là bác sĩ phẫu thuật. Suốt ngày chúng tôi chỉ có làm phẫu thuật thôi nha. Chúng tôi không biết gì về sản phẩm cả. Nhưng mà đâu đó cũng được dạy sản phẩm là không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh. Nhưng đến tôi lại nghi ngờ, cho nên là tôi cũng phải tham gia cùng với bà xã và cô em là thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An đấy, để làm sao mà chúng tôi có cái ý kiến nào nó chuẩn để không hai chị em không bị hại. Thế nhưng cuối cùng càng kinh doanh thì tôi thấy càng nó sản phẩm nó lại không những không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng nó giải quyết được rất nhiều các cái sự cố của các cái bệnh mãn tính không lây đấy ạ. Vâng, vì thế mà tình yêu sản phẩm đến, rồi từ đó cái năng lượng có thì chúng tôi tham gia cùng với đội nhóm ngày đêm học hỏi và phát triển lên, thì từ đó cũng có một cái thành công nho nhỏ bước đầu. Vâng, thì cái năng lượng của tình yêu thương đó thật sự là nó mang lại những cái hiệu quả
cho chúng ta rất rất nhiều. Và chỉ có yêu thương, chỉ có những cái trao đi thế thì chúng ta mới là thành công và những người nhận được là rất nhiều. Vâng, tôi xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ, cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe. Rất cảm ơn bác sĩ Đào Trương. Để tiết kiệm thời gian, bây giờ cũng đã là hơn 10 giờ thì đáng nhẽ kết thúc, nhưng mà chủ đề này thấy hay quá, thành ra tôi nán lại một chút để cho mọi người được chia sẻ. Xin mời Hoài Thanh. Hoài Thanh chia sẻ ngắn đó, để cho mấy người khác còn được chia sẻ. Đáng nhẽ là mình kết thúc 10 giờ. Đầu tiên thì con vô cùng biết ơn và vô cùng cảm ơn Bắc Minh là về cái chủ đề về tiếng yêu thương hôm nay. Thì trong những mà buổi Zoom mà học với Bắc Minh, con thấy những đề bác đưa ra là cùng đưa con người mình về với cái tâm hồn bên trong của mình. Nó đưa về cái con người mà chỗ kết nối, liên kết rất nhiều với vũ trụ. Và con cảm nhận được rất nhiều bài học từ buổi chia sẻ của Bắc Minh. Còn về con đường mà đến với CBV của con, thì ban đầu con định có ý định là đi du học nước ngoài. Là vì muốn tìm tòi, muốn khám phá mà. Muốn khám phá những miền đất mới, muốn tìm hiểu những kiến thức mới. Nhưng mà sau đó mẹ con dùng sản phẩm và vì cái tình yêu của mẹ, tình yêu của mẹ, mẹ nhìn thấy những giá trị tốt, giá trị lớn ở trong CBG thì mẹ đã trao cho con. Và với cái tình yêu thương con, không muốn con sẽ thất bại như xứ người, tại vì cái giá trị tinh thần và giá trị sản phẩm của CBG là nó quá lớn, nó thật sự rất lớn luôn. Và mẹ đã kéo con về, và con trong những buổi mà con xem Zoom của bác Minh, chân dung của thủ lĩnh Trương Huy Cường, của các thủ lĩnh An Lan Nguyễn, hay là những buổi mà chia sẻ cơ hội làm tích kinh doanh, là con lại nhận ra được con đường cho mình, nhận ra được sứ mệnh cho mình. Và mỗi người chúng ta đứng sinh ra đều có cái nhu cầu được yêu thương, và cho mình có nhu cầu yêu thương thì khi mình cho đi thì mình sẽ nhận là yêu thương. Và có rất nhiều người trong chúng ta yêu thương bố mẹ đấy thôi, nhưng mà mâu thuẫn, cãi vã, chửi rủa nhau, và sau cái tôi quá lớn hay là ta vấp ngoài xã hội nhiều mà không biết cách mở lời, không biết nói lời yêu thương, để cho những cái mâu thuẫn này nó cứ âm thầm. Và nhiều lúc mà đến lúc mà mình quá buồn, mình chưa kịp nói lời yêu thương thì đã không kịp nói rồi. Và cái tình yêu thương đấy nó rất lớn, nhưng mà không phải ai cũng biết cách để cho đi tình yêu thương một cách đúng cách. Và cái tình yêu thương giúp, con cảm thấy là nó giúp chúng ta vượt, nó là một cái nguồn động lực to lớn để giúp chúng ta thành công, giúp chúng ta mà vượt qua mọi cái khó khăn, cái thao khát luôn ấy. Và khi có tình yêu thương, chúng ta có thể bỏ qua mọi lỗi lầm cho nhau, và có thể buông bỏ cái tôi xuống để mà giải quyết lỗi lầm, để đem hai trái tim lại gần với nhau hơn. Và khi mà và cái việc cái sự hợp tác, cái sự kết nối, nó sẽ rất là hoàn mỹ, nó sẽ rất là thành công, và nó sẽ khiến cho chúng ta có được một nguồn năng lượng rất là lớn. Và không kể trong gia đình đâu, mà kể cả cái đồng đội người ngoài nữa. Nếu mà chúng ta biết cách yêu thương, biết cách chia sẻ với nhau, đừng cáu bạn, không cáu bạn, hãy mở lời ra chia sẻ CBV cũng từ cái miệng, nói lời yêu thương cũng từ cái miệng. Nếu mà ai mà chưa nói lời yêu thương bây giờ qua bữa hôm này thì mọi người có thể bắt đầu mở miệng ra và nói những lời yêu thương, nói những lời tốt đẹp với nhau, thì cái lúc đấy chúng ta sẽ có thể nhau hơn và sẽ bớt xích mích hơn. Và khi mà bớt xích mích thì chúng ta cùng đồng lòng khi muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà muốn thành công, muốn chắc chắn thì đi cùng mọi người. Và vâng, con cảm ơn bác Minh đã cho con lên con nói rất là tuyệt vời. Những thông điệp của con rất là ngắn gọn nhưng mà rất xúc tích. Xin mời Bùi Ánh Ngọc. Vâng ạ. Cháu xin chào bác Minh ạ. Và cái chủ đề ngày hôm nay thực sự là năng lượng của tình yêu thương là một cái chủ đề mà cháu thấy là rất là giá trị. Và bởi vì cái tình yêu thương mà như ở một cộng đồng hay một đất nước hay trong cuộc sống của chúng ta, nếu như mà không có tình yêu thương ấy thì đất nước và cuộc sống của chúng ta sẽ không có những cái giá trị ý nghĩa tốt đẹp. Và thực sự là cháu khi đọc cái cuốn sách mà Muôn Kiếp Nhân Sinh ấy thì cháu lại có được một cái trải nghiệm rằng là có rất là, tức là ở về nhìn về xa xưa đấy, có những cái kiếp đấy, trong cái cuốn sách nó nói rằng là có những con người đấy, cái thời mà
khi mà cái lòng yêu thương ấy, tình yêu thương, lòng yêu thương ấy mà nó chưa chưa có nảy sinh, con người ta chưa có tình yêu thương ấy, thì thực sự là người ta bản chất của mỗi con người ấy, tính cách nó giống như là ngày đấy thì đúng như những cái con thú hoang dã, về bản chất con người cũng đi lên là như vậy. Và thực sự là họ sẽ sống bằng cái sự là toan tính này, rồi là đàn áp và trà đạp với nhau hoặc cướp bóc đấy, bằng cái sức mạnh của những loại như là những cái loài thú mà hung dữ ấy. Thì ở cái triều đại đó hay một cái đất nước đó thì nó sớm muộn nó cũng bị diệt vong. Thế còn về vào khi mà cháu biết vào cái môi trường Siberia, thật sự nó cũng một đợt nhân duyên. Thì đầu tiên ấy cũng được là nhân duyên đối với người hướng dẫn là chia sẻ cho cháu biết đến cái dòng sản phẩm Siberia. Thì thật sự là khi mà được người hướng dẫn chia sẻ một cách chân thành thì mình cũng cảm nhận được, đầu tiên là cảm nhận. Thế thì mình cũng bắt đầu là gì ạ? Mình mở não tư duy và mình cũng đón nhận một cách chân thành. Và khi đón nhận chân thành mình trải nghiệm ấy, mình trải nghiệm một cách cũng sản phẩm một cách chân thành, và từ đó thì nó xuất phát từ trong trái tim của mình ra bằng cái tình yêu sản phẩm nhé. Đấy, bắt đầu thì cháu làm với Siberia, đấy, vượt qua được những cái rào cản, những cái khó khăn đấy thì cũng là bắt đầu từ tình yêu sản phẩm. Đấy, và khi vào yêu sản phẩm rồi thì mới gì ạ? Mới biết được về tìm hiểu về công ty, rồi là cũng tìm hiểu về được học tập ở trong cái hệ thống, thì bắt đầu là mình bắt đầu là nảy sinh những cái tình yêu về với công ty này, về với tập đoàn, về với hệ thống. Thì khi vào trong cái môi trường này, khi mà những cái tình yêu của mình ấy được nảy sinh rồi, có thể là gì ạ, nó được tăng dần, được chuyển hóa dần dần. Đầu tiên chỉ là ít thôi đấy, thậm chí có những người vào đây thì thực sự ấy, họ như bản thân cháu thời kỳ đầu tiên vào Siberia thì thực sự là mình cũng chưa biết quan tâm đâu đấy, cũng không biết lắng nghe, cũng thực sự là cũng ít mà được đồng cảm và thấu hiểu với mọi người đấy, bởi vì là đúng là thực sự là xuất phát từ cái tôi mình quá cao. Thế nhưng vào cái môi trường này ấy, thì bắt đầu là mình dần dần ấy, là mình được chuyển hóa đổi, mình được chuyển đổi, được chuyển hóa. Thì lúc đó thì về nhìn về phía mối quan hệ ở phía trên là có công ty này, rồi là có hệ thống người hướng dẫn. Thì lúc đầu tiên ấy, hầu như là cháu tin chắc chắn là những rất có rất nhiều anh chị em người mới vào ấy thì cũng mang cái tâm thế là đấy, lúc đấy thì tình yêu thương thì thực sự là mình chưa biết là đấy, cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều. Thế thì vào đấy thì cũng vẫn còn cái tâm thế là oán trách, là trách móc. Và bản thân cháu cũng có rất nhiều lần cháu đã từng trách công ty là ví dụ như là sao lại công ty này, tập đoàn lớn như thế này như thế kia mà lại ví dụ như là chuyển hàng ví dụ có sai sót hay là chậm trễ hay là gửi mail mà công ty không phản hồi, đúng không ạ? Thế thì thực sự là khi mà mình không thấu hiểu, mình không đồng cảm được, mà mình không hiểu được ấy, mình chưa ngộ, mình chưa hiểu ra được là công ty với cái trách nhiệm đến khi mà càng lớn thì công ty cũng có những cái khó khăn. Và thật sự khi mình thấu hiểu được, mình đồng cảm được bằng cái trái tim của mình, bằng cái tình yêu thương của mình, đấy thì thực sự là mình không còn để ý những vấn đề đó nữa. Và từ khi mà mình không để những cái vấn đề đó nữa thì thực sự là mình chẳng thấy cái chuyện gì xảy ra cả. Thế cuộc sống nó cực kỳ là an lạc. Và công việc đấy, về việc đối tác với công ty thì chẳng thấy có vấn đề gì xảy ra đó, mình khi mà không tập trung vấn đề. Thì quan trọng là kể cả có vấn đề nhưng mà mình luôn luôn đứng ngoài vấn đề, mình đứng trên vấn đề bằng cái sự, bằng cái tình yêu thương của mình ấy, thì mọi thứ nó được đều được hóa giải và được giải quyết. Thế còn đối với ấy, người hướng dẫn của mình cũng thế ạ. Thế thì đầu tiên vào thì cũng như mối quan hệ như là bây giờ bản thân mình, cháu cũng làm mẹ của bốn đứa con. Thế nhưng mà mỗi lần đấy mà mình đẻ thêm một đứa con nữa thì mình càng thấm được cái nỗi vất vả của người mẹ của mình. Thì mình lại càng nhìn này, mình hiểu và mình thương ấy, thương người mẹ của mình hơn. Đó, mình sẽ quan tâm hơn. Thế thì khi mà vào trong cái môi trường Siberia cũng thế ạ. Cái thời gian đầu ấy thì có thể là chúng ta chưa hiểu được hướng dẫn của mình, đúng không ạ? Còn trách móc, còn than phiền, còn nhiều lúc là còn trách móc, là còn hờn, còn giận, còn dỗi. Thế nhưng mà sau này khi mà bắt đầu là mình lên được cái cấp độ bản thân như là K6, K7, K8, dần dần là mình hiểu ra được là người hướng dẫn, đúng không ạ, là cũng lên như người mẹ của mình. Đấy, có những gì ạ? Tình yêu thương mà nhiều lúc là không thể nói hết bằng lời được và cũng không nói ra được. Từ đó thì mình mới thấu, mình mới hiểu. Đấy, thì khi mà thấu hiểu được thì mình càng đấy, càng thân và càng gắn kết với người hướng dẫn của mình hơn. Đấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ gì ạ? Làm bằng cái tinh thần đoàn kết, bằng cái làm bằng cái đam mê, bằng cái nhiệt huyết, đúng không ạ? Và muốn sát cánh với người hướng dẫn của mình. Vậy và bên tuyến dưới cũng vậy ạ. Đúng là cái mối quan hệ cũng là khi mà chúng ta đấy, thấu hiểu, đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải hiểu, thấu hiểu và hiểu và thương mà. Khi mà thấu hiểu chúng ta đồng lòng được, đấy thì chúng ta mới biết được là nhìn xuống tư vấn viên của mình
đó là bằng tình yêu thương thì chúng ta mới chân thành, chúng ta quan tâm được với tư vấn viên của mình. Và thực sự là với cái tình yêu thương thì khi mà chúng ta sống với bằng tình yêu thương chân thành đấy thì cháu thấy là đội ngũ gì có gắn kết hơn, nó có cái sự đoàn kết và tạo nên sức mạnh. Và chính cái tình yêu thương đấy thì nó làm cho đội ngũ của mình ngày càng phát triển và tạo nên một cái sức mạnh để có thể là vượt qua được những cái khó khăn. Và bản thân cháu đi với Sibuli, cháu cũng rất là thời gian cũng rất là dài, cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Thế nhưng mà đấy là nhờ cái tình yêu thương với công ty, với sản phẩm, với hệ thống người hướng dẫn. Và đặc biệt là đúng là chỉ nhận cái nhìn đầu tiên thôi, có thể là một buổi Zoom và nghe Bắc Minh đào tạo thôi. Và cháu cũng bảo trong đội ngũ của cháu có rất nhiều anh chị em lần đầu tiên họ vào nghe Bắc Minh đào tạo lần thôi thì họ đã hiểu, họ đã thương rồi. Và từ cái hiểu thương đó là một cái rung động đầu tiên để họ được bén duyên vào một môi trường Sibuli. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác cho cháu chia sẻ. Xin cảm ơn cả nhà. Có lẽ là bây giờ cũng đã muộn rồi. Thì xin tất cả những anh em mà còn giơ tay ấy, thì cũng thông cảm. Lần sau chúng ta lại có những chủ đề cũng hay không kém hôm nay. Thì yêu thương ấy, thì chúng ta thực hành. Thực hành trong thầm lặng cũng được, nhưng mà chính nó là cái chìa khóa để chúng ta thành công. Thế và trong Cyberanuenis thì cái yêu thương chúng ta nó cũng không phải đến ngay từ giây phút đầu tiên, mà có thể nó đến dần dần. Và như bạn ấy nói đấy, yêu thương ấy, càng yêu thương nhiều thì càng phải thấu hiểu nhiều. Và đến khi chúng ta đạt được một cái cảnh giới mà chúng ta tha thứ ấy, đấy, rất nhiều người nói đến cái này đấy, chúng ta tha thứ cho người đỡ đầu, chúng ta tha thứ cho công ty, chúng ta tha thứ cho tuyến dưới, và chúng ta hiểu sâu cái bối cảnh. Lúc đấy là chúng ta bước lên một cái cảnh giới cao hơn. Mà tôi đã từng có một bài nói về nâng tầm nhận thức đấy. Nâng tầng nhận thức tức là nâng tầng năng lượng đấy. Tình yêu chúng ta thấy nó là một cái vị thuốc bổ, mà có thể nói là không có một cái sản phẩm nào của Sabra chúng ta cũng có thể so sánh được đâu. Cộng tất cả các sản phẩm vào nó cũng vẫn là vật chất, chỉ còn cái này nó là thức ăn của tâm hồn. Thế vì vậy trên hôm nay tôi rất là cảm ơn những anh em chia sẻ. Thì chúng ta hãy nói lời ái ngữ. Và trong đầu chúng ta để nói lời ái ngữ ấy, thì chúng ta hãy nghĩ tốt về tất cả mọi người. Tức là tình yêu nó là cái năng lượng tích cực. Tôi nói là bốn cái hormone vừa rồi đấy. Thế thì chúng ta luôn luôn tích cực. Và có thể nói rằng muốn thành công, mong muốn, khát khao, cháy bỏng, làm sao để người dưới mình thành công. Mà khi người dưới mình thành công, càng thành công lên cao thì mình càng tự hào, bởi vì người ta đem điểm cho mình mà. Thì có điểm thì mới như ví dụ như tôi bây giờ thì nó không cần điểm nhiều đấy, nhưng mà đối với những nhánh mới thì là rất cần điểm chứ đấy. Thì các bạn mà bây giờ dưới thủ lĩnh quốc gia là các bạn cực kỳ cần nhiều điểm đấy. Thế thì tất cả chúng ta, nhưng mà đến tôi rồi nhá, mà chúng ta lại nghĩ là không cần điểm nhiều mà không yêu thương thì có khác gì là Bác Hồ mà coi như là khi trở thành chủ tịch nước thì tôi chả cần yêu ai nữa, đúng không? Cho nên chúng ta viết Bác Hồ viết một cái bức thư cho con, cho bác sĩ Vũ Đình Tụng, mà khi con bác sĩ mổ con mình mà viết được bức thư cảm động lắm, anh em tìm trên mạng mà đọc. Đấy, tôi trước đây tôi đọc, tôi nhớ đọc cái bức thư cảm động đấy. Thế mà Bác Hồ có rất nhiều thư nhá, rất là nhiều thư. Đôi khi chúng ta đọc tuyển tập Hồ Chí Minh chúng ta thấy là đôi khi chỉ có mấy chữ đánh máy này, cảm ơn đến một cái gia đình có công đấy. Thế cho nên là mà khi mà cả cái trục đất có những cái sai lầm mà Bác Hồ khắc đấy. Thế cho nên là cuộc cách mạng nó phải trả giá rất là nhiều, mà chính bác là cái tấm gương, cái tấm lòng bao la nhất. Cho nên là bác ra đi rất lâu rồi, các thế hệ các cháu bây giờ là vẫn yêu mến cụ Hồ, là vì cũng chả có cái gì cho bản thân cả. Bây giờ cán bộ tí đã tham nhũng như cụ, coi như là vẫn mấy cái áo vải đi đu quốc, mặc dầu là ở nhà sàn trồng ao cá này các thứ, là cá thì có ăn được mấy đâu, đúng không? Đấy, để cho nó vui đấy. Thì chúng ta thấy là chúng ta hãy nói lời ấy, nhưng mà đặc biệt chúng ta hành động một cách làm sao giúp đỡ để cho cái tuyến dưới mình nó thành công. Mà chính đó chính là mình yêu mình đấy. Thế còn khi mà mình càng yêu cho đi nhiều thì cái tôi của mình nó càng giảm đấy. Thì đấy chính là cái bí quyết thành công của tối hôm nay. Tôi rất chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em hôm nay, có những người đã chia sẻ đều tuyệt vời và rất là, có thể nói rất là trúng. Thế còn tôi nghĩ rằng tất cả những anh em mà chưa chia sẻ đấy, thì cũng đều có một cái cảm nhận như nhau, cái nguồn năng lượng nó lan tỏa rất là mạnh. Và tôi cũng mong là những người nào mà muốn chia sẻ thì cứ đến 10 giờ là tôi cắt Zoom. Thế cho nên là muốn chia sẻ thì đừng có để đằng sau. Đấy, tôi rất là thích mấy người vừa mới vào cái mới K3, K4 gì đấy đã giơ tay rồi. Những người đấy là những người sẽ thành công nhanh. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em tối hôm nay. Và chúc cho anh chị em
thành công. Và chúng ta hẹn tối thứ hai tuần sau lại một chủ đề rất tuyệt vời. Tôi sẽ cho anh chị em trao đổi rất nhiều lần. Có thể nó chỉ, đấy chúng ta nhớ lần trước, đúng không? Là chúng ta trao đổi về tâm khởi, đúng không? Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi. Nhưng hôm nay lại vẫn cái chủ đề nó nằm trong cái đó thôi. Nhưng nó cụ thể hơn là về tình yêu, thương. Đấy. Chúng ta thấy nó bao la như thế, nhưng khi chúng ta gút lại ở CBD thì chúng ta thấy nó rất cụ thể. Và chính những đây là những cái bài học thực tiễn, những kỹ năng mà để chúng ta thành công, chứ nó không yêu ạ. Đấy. Chúc cho anh chị em thành công, đặc biệt là nhớ là tháng 5. Tháng 5 mọi người phải lên được danh hiệu. Đấy, để bắt đầu tháng 6 là bắt đầu có những cái chương trình, và tháng 5 chúng ta sẽ vinh danh ai lên danh hiệu tháng 4 là tháng 5 vào đến sân khấu, thích lắm. Chúc cho anh chị em đầy hứng khởi, thành công, và chúng ta mở micro để chúng ta chào nhau và gửi trái tim đến cho nhau.